vui nên là nó sẽ trễ giờ, nên có ngày chơi đẹp đi không. Nó khỏi nó mặt đầm hay mặt bên cái quần ngố ở trong đầm đi cho nó mệt. Kiếm chỗ mình chia sẻ để mất ra. Chào mấy chế buổi trưa nha. Chậm tí xíu à. Lên mã đen. Tiếp tục con
con XL nữa nè. Cũng có cái này trong, cái này không có chữ nhét mốt nha. Size XL nè, 40 lên mã xanh. Nó có thêm một cái lớp bra ra trong để mình mặc cho nó. Một con tăng là size M nha. Đỏ đẹp quá. Cái này size M, S bon chen được nha mấy chế. Nếu mà mấy chế thích mặc rộng rộng thì S mặc cũng được nha. Mặc vừa phải thì size M, em đây 70 lên mã đỏ. Mới linh tinh. Này Hollister. Hollister này tầm size S. Tầm size S. Cái này nó mỏng nè. 50 lên mã S50. Mà sao nó này nè nha. F50. Có cái áo tập nè. Nó này là áo tập. Ô cái này bị dơ. Cũng dơ để em giặt cũng đẹp. Biết giặt ra không? Đẹp quá luôn. Xe F rồi mẹ chê. Cái này có mút nha. Cái này là áo tập nè. Áo tăng tập nha. Cái này nó dính dơ tí xíu đây nè. Cái này để giặt quá mẹ chê. Còn bán mẹ chê về là giặt nha, tự lấy nha. Bán cho mấy chế 60. Nè, dính hơi hơi màu mình đường tí sao tí xíu nha, size S nha. Bán 60 thôi có mút luôn nha. Đó em báo là bị dính dơ đó. À, giặt được mấy chế xài còn không được thì cũng giá ok nha, dính tí xíu 60 lên mã hoa. Cái này là áo tập luôn có mút trong nha. Mã hoa. Tiếp tục một con tăng nữa nè. Tăng này size S nè. 40 lên mã hồng. Cái này nó để size số 10 này giống của bé quá ta. Thôi cái này của bé em bán mấy chế 30 đi lên mã hồng nha. Tầm size S á. Tầm size S mặc được nè, chất cái này là hiệu này của bé. Nhưng mà mấy chế size S là mặc ok nha. 30. Nổi size to gì hả? Hồng cho Ikinana size S nha em. 30. Con này size L nè. Size L nè. Size L. Ủa mấy ngày em bán quần cũng thấy chế mà mấy ngày em bán ra từ lông mình chế vô chế đầu quần. Size L, size L quần thì có, không biết có rảnh lại tới không. Cái này mặc ba lỗ cũng được nha, hoặc mặc tăng tớp cũng được nè, 30 luôn đi lên mã xanh. Size L, M cũng bon chen, nếu mặc thành tăng tớp thì size L, M bon chen nha. Nhiêu? 30 lên mã xanh. Rồi tăng tập nè. Nhưng mà cái này là nó hai lớp không có mút này, cần thì mình cắt nhét mút vô nha mấy chế. Cái này cũng size M luôn. Size M. Cái tăng ở bên ngoài nó rộng rãi thoải mái lắm nè. Cái này về cắt nhét mút nha mấy chế. 60. Lên mã M60. M60. Có ai mua áo xe đạp thì báo em nha, có áo xe đạp nữa. Mà áo ba lỗ size S. Ba lỗ size S nha. Hiệu luôn nè. Hiệu gì vậy? Hiệu Under Armour. Quá xịn luôn, size S hiệu Under Armour nha mấy chế. Mới tin luôn. Đây là 90 nha. 90 size S lên mã hiệu. Em cũng không biết nó hiệu gì. Giờ mới thấy có khách hay thích cái hiệu đó lắm. Đây một con tăng nè. Size ML. Size M đi. Ai thích mặc ôm thì L nha. 90 hiệu nè. Của Yihana. Rồi ai thích mặc ôm á thì là size L, còn không là size M là ok nha mấy chứ. Nổi bằng bật chưa. 50 lên mã chữ hồng. Con lại con tắt rồi con đắp ra. Cái này giống như áo ghen, áo mặc bên trong nha. Đó, mặc ngủ mặc gì cũng được. 10k đi. 10k lên mã ngủ. Size M. Cái size của bé mở ra. À. Size M nha. 10k lên mã ngủ. Rồi em tiếp con ba lỗ nè. Ba lỗ này có một cái ấy ở trong nha. Có một cái lớp ấy trong. Mà cái này nó không có chỗ nhét mút nha. Size ML hiệu còn mới, còn tem dán luôn, hiệu
Dark skin nó mới 60k. Lên mã tím size M. Cái này ai thích thì mặc thêm áo ngực, còn không nó có thêm một cái lớp ở trong nó khỏi mặc áo ngực cũng được. 60 nha, hiệu luôn mấy chế Dark skin. Quá rẻ. Tại ít nó không biết bán cái này. Không biết là cái giá nó làm sao. Bỏ rồi size S. Size S, size S nè. Nhưng mà M cũng bon chen. Ở trong cũng có thêm một cái bra nha. Cũng là hiệu luôn. Mã này tầm M nhỏ bon chen nha mấy chế, 60 luôn đi lên mã hồng. Mới len ken em mới cui đó. Chưa có rủ nó ra mới gì vui luôn. Một con tăng nữa nè, tăng size này size L nha, mờ lớn vẫn được nha. Nói chung tăng mặt rộng rãi thoải mái, hiệu nè Onavi nè. Rồi em này 50, mã hiệu sáng rất là mới. Rồi này ba lỗ hay tăng gì cũng được. Cái này 25 size LXL, size LXL 25 lên mã đen. Em có áo đi xe đạp nữa nha. Áo đi xe đạp nè. Biết có ai mặc đi xe đạp không? Áo đi xe đạp nè. Rồi xem cho mấy chế 40 đi. Lên mã xe đạp. Không biết size gì đây. Size L. Size L nha. Nam nữ gì mặc cũng được hết. 40. Rồi em ba lỗ nè. Size ML. Size ML màu tím 40. Lên mã ba lỗ tím. Ba lỗ chắc dẹp mặt em. Một con ba lỗ nữa nè. Ba lỗ này nó cũng có cái lớp này trong. Size SM đều được nha. Cái này nó giống như cái cổ tim nó hơi dảnh lên gì nha mấy chế. SM đều được nè. 30 lên mã đen. 30 lên mã đen. Tiếp tục một con tăng nè. Tăng rộng rãi thoải mái. Size ML đều được. ML XL đều được luôn. Rồi sau lưng nó chéo. Nó 50. 50 lên mã họa tiết. Một em này hiệu Ben. Size M. Áo này mặc thành ba lỗ cũng được, mặc thành tăng cũng được nha mấy chế, cũng mặc sang mặt. M. Hiệu luôn nha. Dính hơi dơ một xíu. Rồi em này 40 lên mã ba lỗ đen, 40k. Ba lỗ đen. Một em áo tăng nữa nè. Em lên dàn cáo cái này của Gap nha. Size M. Size M của Gap đẹp xinh chưa. 45k lên mã hồng 45 size M. Em lên dàn cái nữa qua áo. Có cái gì nè body. Cái này chất cô tông nha. Biết phải mặc tập hay mặc gì đó không biết. Mà chất cô tông vừa phải thôi. Này size size M. Chất cô tông nó không dày nha, vừa nha. Này mặc body bên trong hay gì đó. Biết mặc cái này chắc không tập được đâu á. Rồi cho mấy chế 35k lên mã body. Nó chất nó mềm mềm, chất thun cô tông. Rồi em hiểu nữa nè. Size M luôn nha. Xin size M này, form này M lớn, ai L nhỏ bông chen cũng được nè. Đó, cho mấy chế 40k luôn nè, lên mã hồng cam. Hồng cam 40. Một em hiệu này ba lỗ nè. Ba lỗ có bờ ra bên trong để mà mình mặc mình tập. Size ML luôn nè. ML hiệu nè. Hiệu bông hoa này mặc em lắm. Rồi em này 50k lên mã tím ML. 50. Mấy chế không thích cái món này. Đây một em tăng nữa nè. Size ML luôn nha. ML. Rồi em này 45 lên mã cam. Cam sáng nè. Body hả? Baby bên đó rồi hả? Nãy giờ không có thấy. 35 là cho baby. Rồi một em tăng hiệu A Black luôn. Mới đẹp. Rồi em này 45k lên mã tím. Cái này tăng có tập. Tăng này có tập nè. Cái này nó hai lớp mà nó không có chỗ nhét mút nha. Đó, nó mặc vậy. Tầm size L nha, cần thì mình cắt mình nhét mút á. Cần thì mình cắt nhét mút nha, tầm size L này mấy chế, 50 nè. Lên mã
cam sáng. Cam sáng nãy chị nói nhiêu vậy? Nãy chị nói nhiêu? Vân vân. Tím nè. Nhiêu quên luôn. Tím cho Lê Trần, tím nhiêu tiền? 45. Vân vân, nãy chị nói cái cam đó nhiêu vậy? Quên mất tiêu rồi. Mau quên mất. Rồi em này size M. Size M này mặc ba lỗ hay mặc tăng gì cũng được. 20 lên mã trắng 20. À 45. 45 cái cam đó vân vân 45. Rồi một em tăng size ML. Chất dày đẹp lắm, hiệu còn mới tinh rồi mấy chứ ơi. 50k nè. Lên mã sáng. Sáng mấy ký mặc size XL đó nhiều mà. Cái gì chứ kiện này, kiện Mỹ là sáng mấy ký bao la nha. Rồi một em này là ba lỗ nha. Kiện big luôn nè. Mới ben chứ, kiện ben. Áo ba lỗ nè, mới tinh luôn mấy chứ ơi. Size SM. Nó để XS, nó để XS nhưng mà tầm S nha. À, cái xanh treo tường đó là áo nai tập xám cho Phạm Bích Ngân. Ai có đơn inbox cho em nha. Bao nhiêu không? Cái đó 50. Rồi cái này nó để XS hiệu ben luôn rồi mấy chế. À, nhưng mà tầm S hoặc là M nhỏ bon che nha. Đó này là áo ba lỗ nha, 60k nè, lên mã Loan. Loan 60. Có xe đạp hả? Xe đạp áo nha. Áo xe đạp nhiều lắm. Em biết 75kg là cỡ nào nữa. Nè. Cái áo xe đạp này mới tinh nè. Con này 50k thôi. Để nước, để đồ, để gì tùm lum nè. Đây 75kg là cỡ nào? Cái này được không? Không thấy sai. Cái này nếu mà nam là 75kg nha. Nữ thì 70. 50 nè, lên mã vàng. 50 lên mã vàng. Hoa là cái nào ta? Hoa là cái nào vậy chế? Nguyễn Thị Thanh, hoa là cái nào vậy? Một em hiệu nữa nè. Cũng là áo tập có bờ ra bên trong nha. Mấy cái này thì nó không có chỗ nhét mút nè. Nó có thêm một cái lớp bên trong, mặc vậy cũng được. Hoặc mấy chế mặc áo ngực gì cũng được nha. Đó, size M nè, 35k luôn, đi lên mã sọc. Xám nè, rộng rãi, thoải mái hiệu. Size S này hiệu Champion nha, size S tăng tốt, rất là mát luôn á. Lại lần lượt. Lại gì? Lại lần lượt là gì? Size S nha, hiệu Cham nha mấy chế, 60 lên mã hiệu xám. 60k size S. Nói chung S thì mặc rộng rãi thoải mái, ai thích mặc ôm ôm thì mờ bông trang. Đây chế nào 70 mấy ký mặc cái này được không? 70 mấy ký nè. M35 cho Hồng Vân. M35 là mã sọc đúng không Hồng Vân ơi? Cái này đúng không bạn ơi? Này 35 đúng ok thì mình nha. Hồng Vân. Xanh tập sai gì chị? Đó chuyện nào lát mới lên nha. Rồi nè đây. Cái này size XL cho mấy chế nè. 65-75kg gì nè. Size XL to luôn á nha. Ở trong nè. Có mút luôn nha. Em này rất là đẹp luôn. Khuyến khích cho mấy chế size to mặc đi. Hiệu luôn nha mấy chế. 60k luôn nè, nên mã cam. Size to, có mút. Size XL lớn hay XL bon chen. Một em size L nè. Size L áo này áo ba lỗ nè. 40k size L nhưng mà tầm XL mặc nha. 40 lên mã hồng 40. Chắc phải ghi chút xíu lên bờ ra. Hồng Vân ơi, bạn lấy 35 lại lấy cái gì vậy? Lấy 35 là lấy cái gì vậy bạn ơi? Báo lại gì mình coi, nãy mình nói 35 là mã sọc mà ta. Mời em tăng rộng rãi nữa nè. Đầm xe lời XL với mấy chế. 55-65kg nè. Rộng chưa? Này 60-70-70kg cũng được. 50k mã sọc 50. Xám S. Nó mỏng ha. Nó mỏng, xám S mỏng nha. Nó mỏng vừa phải chứ cũng không phải mỏng ấy. Nè. Đó, nó không phải như lưới, nó là chất cô tông mềm á. Nó không phải là lưới. Tiếp tục em mỏng mà rộng nè, chất lưới lỗ nữa nè. Size này XL lớn 2X bon chen nè. 35k lên mã Loan. Có áo nam, áo nam là áo nào ta? Là cái vải cái sọc nãy không đưa cái của Hồng Vân á. Cái 35 em quên mất tiêu rồi, phải cái mã sọc này không tình yêu ơi. Đúng ok cho em nha.
cái mã sọc này size ML nha, ở trong của bra nè đó, hồng vân rồi xám nè, xám 60 cho trăm cho Trân Nguyễn. Trân Nguyễn xanh than là cái nào? Cái này mã loan, cái này size to thật to nè, 23X nè, 35K nè, mã loan nha tình yêu, lên mã loan giùm em nha. Em hay quên rồi mới chế lên khác mã là em ngó luôn á. Rồi một em áo tập nữa nè, áo tăng tập nè, size lớn nè. Nên mấy chị nào size lớn mà ngại hở hang gì đó, hốt mấy con này đi, nó vừa có áo tập. Áo sọc đó của bạn kia chốt rồi, size này tầm size L nha, size L nhỏ ấy. Ở quên size L lớn ít L nhỏ bao trang nè, ngoài sao này. Mới lắm luôn, hiệu nha mấy chế. Này size to to, hiệu cái bông hoa này, em này 70 nha, 70 lên mã to đi, size L, L lớn ít L nhỏ, ngoài sau lưng nè, nó dính luôn cái áo bà ra đó, 70 cái tăng dính luôn cái bà ra, 70 lên mã to, một em size XL nè. XL này hiệu GF luôn, rất là xịn, rất là mềm nha. Size XL nè, cho mấy chế 40K, lên mã xám 40, lên mã giùm em nha, nó giống giống mà là em quên. Em đọc mã gì mấy chế lên mã. Rồi con này size XL nữa nè, có bra bên trong, có thêm mút nha, có mút bên trong nữa, có cài nữa nè. Món này lâu lâu mới có mấy chế ơi, mấy năm mới có. Size XL nè, áo tập bra bên trong nha, màu mè đẹp ghê chưa. Rồi em này 50 lên mã xanh, hiệu chăng, cái này toàn ra hiệu không, nguyên cái này toàn hiệu không. Rồi con này là hiệu luôn đó nè, hiệu cái hiệu này em không biết đọc tên. Áo ba lỗ nè, size này SM nha, ở trong này nó có thêm một cái lớp bra này, giống như là nó dày luôn nha, khỏi cần mặc mút nè. Size SM xinh chưa, 60K, 60K lên mã đen. À, có cái nào size L không em, nãy giờ em like toàn là size L không đó chị, em đọc sai đó, còn đọc sai size L mà tầm bao nhiêu nữa. Đây size XL nữa nè mấy chế ơi, 45 nè, lên mã XL 45, đen là 60 cho baby, quá đẹp luôn nè. Size L nè, LXL bông chen nè, màu cũng đẹp nữa. Mã này là kiện này là hàng tuyển là toàn hiệu không nè, hiệu Danskin nha, hiệu Danskin 50 nè, 50 lên mã xanh lá, size L đó, LXL bon chen, mã xanh lá nè. Tiếp tục con này hiệu RBX nè, cũng size L luôn. Này là áo ba lỗ, nó có một cái lớp này bên trong nè, size L nha mấy chế, mới len ken luôn. Hiệu là 70 lên mã hiệu xanh, hiệu xanh size L hoặc XL bon chen. Không có áo tay dài nha, cái kiện này là tăng tập, không có áo tay dài. Rồi tiếp một em này size XL nữa nè. Đó, ở trong nó là cái áo tập nè, size XL này, XL lớn ngực này tầm 95% luôn á. Size to em xem cho mấy chế là 45K thôi, lên mã to, size XL lớn nha. Rồi một em hiệu Nike size gì đây, size L. Wow, hiệu nay size L mấy chế ơi, trời ơi mới tin, hiệu nay size L nha. Rồi em này 110, rồi màu cũng đẹp nữa, 110 lên mã hồng 1 dùm em nha, 110. Một em nè, ở trong có áo nữa nè, hiệu Danskin, Danskin nha. Đó, Danskin nè, size này ML, size L, size L, size L, size L, có quần dài đen dệt hả? Có mà size gì mới chế. Này size L nha mới chế, hiệu Danskin luôn nè. Ở trong có bra nha, nhưng mà nó không có chỗ nhét mút. Đó, em bán mới chế nè, 50 luôn, mới lắm, lên mã đen 50. Cái Phạm Bích Ngân lấy cái này hả ba, hả tình yêu, 110 nha. Cái này em để hồng 11 nè, đúng ok lại giùm em nha, Phạm Bích Ngân. Phạm Bích Ngân ơi, 110, có đơn inbox giùm cho em. Một em hiệu nữa nè, hiệu này Reebok nè,
size L luôn nè. Size L em này cũng có cái bra bên trong mà không có chỗ nhét mút. Nó size M màu cam hồng. Dạ rồi. Cứ xem giùm đi, em không có nhớ, em mới vừa khui ra rồi em ấy luôn á. Đen 50 nè, cho Nguyễn Thuận. Size này size L lớn nha chế. Đây đây size L nữa nè, size L nữa nè, có ấy bên trong nha, hiệu hiệu này của Reebok nè. Rồi đó, con này size L lớn nè. Cho mấy chế 65 đi. 65 đáng lẽ em bán 80 á, lên mã mã hồng đậm đi nha. 65. Màu em hiệu này size S nè, mờ nhỏ bon chen. Ở trong nó cũng có thêm một cái này nha. Đó, rất là mới mấy chế ơi, màu này cũng đẹp nữa, SM nha. 70k lên mã tím. SM 70 lên mã tím. Cái đen niệm lên chưa? Màu em đen tăng nè. Đơn giản thôi. 30k SM 30 lên mã đen 30. Áo kiểu nữa nè mấy chế. Áo kiểu này size ML nha. Chất co giãn thì be be luôn á. Nó để size M nhưng mà này là form châu Âu nó to nha. Hiệu be be. ML bon chen ở trên đây nó có cái cung. Rồi cái này cho mấy chế là 40 đi. Lên mã trắng. Đen 30 cho Kim Chi Nguyễn nè. 40 lên mã trắng nha, size M lớn á. Nè màu mè. À cái này của bé rồi mấy chế ơi. Này lộn vô lộn ra làm sao không biết nữa. Đen 30 hết rồi, cái này của bé nè. Bé 30 đi. Bé 25kg độ về lên mã bé nha. Bé 30. Bé bé xinh xinh. Ai hỏi size ấy không có chứ size to nhiều. Rồi, màu em này là 2X luôn hiện nay. Size to nè, cho mấy chế 70-75kg trội. Này nó mới xuất sắc luôn mấy chế ơi mà nó to. Cái này có ấy luôn nha. 30 cho Dung Nguyễn, cái này có mút bên trong nha. Tầm size XL lớn á. Hiện nay mấy chế nào mua về hàng làm tăng tập cũng được. Nè, cái hiệu nó còn mới tinh luôn, này nó cộm lên luôn nè. Mà hiếm, này em để 90 thôi, tại size to quá. Được này 95-105 nha, 90 lên mã hiệu. Trắng là cái 40 phải không chế? 40 là Nguyễn Thuận. Cái này giống như áo kiểu nha, co giãn ấy nè. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Của chị Nguyễn Thuận. Size này size M. Áo ba lỗ size M này tầm L bon chen nha. Ai thích mặc ôm thì mặc L 50 nè. Lên mã xanh. Mới len ken như mấy chế 50. Thế khi này nhiều nó bán rẻ, khi nào mà hiếm lại nó mắc lại liền. Một em này size SM. Size SM nhỏ. Nói chung SM là vừa. Hiệu của vố gà nè. Đó, thấy cái tem không? Rồi em này 50 luôn, lên mã trắng 50. Trắng 50. Rồi con ba lỗ nè. Con này ba lỗ nè, 35k size M. Lên mã xanh. À, có quần ngắn chất gió hả? Quần ngắn chất gió có mà không biết có like được không nha. Trắng cho anh Nguyễn. Anh Nguyễn là 50. Rồi màu em nè, cái này có bra bên trong mà có luôn cái nút áo nữa nè, size L, XL. Mặc bình thường cũng được, kiểu cũng được nè, mấy chế 30 nè. 30 lên mã to đi, 30. Hiệu size M. Áo này áo ba lỗ tập có bra bên trong nè. Size M nhưng mà cái này form lớn nè, ML nha, tầm size L nha, ai thích mặc ôm size L nha mấy chế. Đó mới. Rồi cái này 50 luôn nè, lên mã xám. Rồi em tăng gió mát luôn đây. Cái gì nó hiệu gì nè. Danskin nha, Danskin size M. Cái này nó dài nè, phủ em u. Cái này size M nha mấy chế, hiệu Danskin luôn nè. 50 nè. Lên mã xám 2. Xám 2 50. Rồi size này size M. Có size gì? Size M nha. Cái áo thì nó hai lớp mà nó không chỗ nhét mút nha mấy chế. M lớn ai L nhỏ bon chen, ai mặc L nhỏ bon chen nè. Mỗi này quá đẹp quá xinh. Cái này nó dính dính gì đây chút xíu nha, mấy chế về giặt nha.
Rồi em sale cho mấy chế 55 thôi. Đây mã xanh lá 55. Một em tăng này size M. Đây em hỏi mà size M màu hồng màu gì nè. Nói chung cái này là toàn hiệu này để ép mấy chế ơi. Cái này ép nha. Nhưng mà ai M cũng bon chen được. Đẹp ghê luôn. Đó 50k. Đây mã hồng xanh lá cho Liên Nguyễn. Ủa Liên Nguyễn là mối hả? Nãy cô nói nhiêu? 55 hay 65, 60 gì? Xám, xám nào chế ơi? Xám 2 hay là xám này ạ? Xám 50 phải không chị Nguyễn Thuận? Sao chị hôm qua bên cái fanpage kia của em bên đó nó lên chậm. Xám 50 ba lỗ đúng ok dùm em nha. Chị Nguyễn Thuận. Hồng 50 nè cho anh Nguyễn. Ok ok. Ủa phải Liên ấy không em? Nay đổi avatar hả? Nay đổi avatar hả? Cái này 50 cho anh Nguyễn. Đúng rồi. Màu em xám nữa nè. Trời ơi thấy trên mặt luôn đi. Cái đùi em ngồi chành bành nữa luôn. Màu em xám hiệu Champion nha. Đó. Xuất sắc luôn mấy trái ơi. Cái này 60. Size S à, 55k. Còn cái hồng 50. Cái này size S nha mấy trái. Rồi 55k luôn nè. Lên mã hiệu xám. Áo này size S nhưng mà form M nha. Áo ba lỗ trong cái bra nè. Size S nhưng mà form M, M. Hồng hết rồi. Size S mà form M nè mấy chế. Đó 50 luôn đi. Lên mã ba lỗ. Ba lỗ đây nữa nè. Size L nè. Size L nha. Ở trong cũng có bra nè. Hiệu gì đó. Nói chung là toàn hiệu không. Rồi cái này 40 đi. 40 lên mã tím. Hiệu xám 55 cho Vân Vân. Ba lỗ 50 cho anh Nguyễn. Em lên con Adidas luôn đi mấy chế. Size này nó để là size L nhưng mà tầm M nha. Cái này tầm ML gì cũng được. Co giãn là xịn quá. Màu trắng em cho nó lên đường đi. Xịn lắm luôn. Size ML nha, mua đen quá. Giờ này nhiêu giờ mấy chế. Em không có bán cái này, em biết bán xong biết có lỗ không. Chuyện này nó mất tiền lắm. Rồi cái này 100k đi mấy chế ơi. Size M, tầm size M nha. Lên mã T1. Màu em tăng size L nè, màu xanh nè. Còn hiệu không à, ML nè. Hiệu Gap nha. Hiệu Gap. Hiệu Gap đây. Size ML nha. T1 cho Hương Giang. Hương Giang 100k, tím 40 cho Hồng Vân. Rồi cái này nè, của Gap nha, size ML nè. 60k lên mã xanh đậm. Đẹp Hồng lắm. 100k. Hương Giang, Hương Giang nha. Hồng Vân 40. Hương Giang khách mới hay cũ vậy tình yêu? Dự phòng cho Kim Chi Nguyễn đi. Rồi cái này ba lỗ hay là tăng gì đó em không biết cái này. Mặc ba lỗ hay tăng gì cũng được nha mấy chế. Size ML luôn nè, size L. Nhưng mà M bon chen. M 40k nha, lên mã xám. Xanh đậm cho Liên Nguyễn 60. 60 hay 70 qua nè. Thôi Liên Nguyễn 60 đi. Đẹp quá. Cái này size L nè, chế nào nãy giờ hỏi size L nè, 50k. 50k lên mã hoa. Hương Giang inbox vô cái fanpage mình đang like đi nha. Để chốt đơn quên inbox nha. Còn inbox là em để cho người sau á. Còn con hiệu nữa nè. Hiệu Mỹ. Size M. Ở trong nó có cái này nhưng mà nó chỉ là nó không có chỗ nhét mút nha. Nhưng mà nó hai lớp vậy đó. Mấy người Mỹ chơi sexy gì đó. Size M nè. Nó là yếm nha. ML bon chen. ML bon chen. Mặc chơi mặc kiểu mặc gì cũng được mấy chế ơi. Rồi em này 70 đi, lên mã yếm cam. Yếm cam 70. Ba lỗ nè. Ba lỗ size S. Chất này mặc sướng lắm luôn mấy chị. Ba lỗ size S nha. M nhỏ có thể bon chen. 50k lên mã xám.
Yếm cam cho Ichihana. Chưa quên rồi. 80. 50 lên mã xám nha. Đây, nãy ai thưa hụt cái đen 30, giờ có đen 30 nè mấy chế. Đen 30 nè, size S, size M. Rồi sau nó là cái khoét lưng nè. Lên mã đen luôn đi. Size S, size M đen, lên mã đen. Size M nè. Size M áo này nó ba lỗ. Có bra bên trong nha. Đó. Mới lắm luôn, size M. Rồi em này là 70k, lên mã xanh. Đen 30 cho Phạm Bích Ngân. Phạm Bích Ngân 70 lên mã xanh nha, rất là mới. Con này size L nè, 30. 30 lên mã số 2. Xanh cho Thiên Kim 70. Cái này size XL. XL 2XL nè, 20 thôi, to quá. Mặc ngủ cũng được nha mấy chế. Phơm này XL mà hàng châu Âu nó to nha, tầm 2X đó. 20 thôi, lên mã to. 20 lên mã to. Mùa em này chất gió luôn nè, thấy không? Hiệu còn lóng lanh, lóng la, lóng lánh nè. Này tầm size LXL chất gió luôn nè, hiệu nha mấy chế. Rồi size LXL 50 đi, lên mã hiện đen. Cái này cũng LXL, cái này ba lỗ nha mấy chế, 35k lên mã ba lỗ. À, áo nai xanh đó, em không biết nữa, em chưa lấy xuống. Đâu rồi? Rồi tiếp tục. Áo ba lỗ nè, size M nha. Chất dệt rất là đẹp, 50k. Size M lên mã M50. M50. Chị ơi, em inbox cho chị không có check inbox luôn á. Em cứ inbox cho chị rồi đó, không thấy chị check inbox. Ai xe to đây trời ơi. Này 90kg luôn á, 80, 90 luôn. Xe to nè, sao cho mấy chế 30 thôi nè, lên mã to. To nha, M50 cho Kim Chi Nguyễn. Chế ơi, chế vô chế coi inbox giùm nha chế. M50 Kim Chi Nguyễn. To nè, to 30 thôi nha. Này chắc 80kg cũng được luôn nè. 30. Áo nay nè. Trời ơi, em định chiếm hàng lại mặc đây. Bữa hổm em có cái dây dây nè, nè Liên Nguyễn mốt con này đi. Nhưng mà không biết em có vừa hay là không thôi. Chứ nó rất là trùng hợp với lại cái kia của em. Không biết size gì nữa. Con này xuất sắc cho mấy chế, size S. Mới len can nè, chất nè. Mới cui kiện ra chất. Không tiếc tiền luôn. Dập hiệu vô áo luôn nha. Dập hiệu vô áo luôn mấy chế. Rồi con này 140 nha mấy chế, size F. Đó, cái chữ này là nó là chữ hiệu của nó luôn á, nó mỏng mỏng. 140 lên mã đọc giùm em luôn đi. Mã xám M50, mã xám là cái nào? M50 hết rồi tình yêu. Vô tin nhắn chờ đi chế ơi. Tin nhắn chờ á, tại vì chế chưa, hay là chế tự bấm vô đây rồi chế inbox cho em. Liên Nguyễn đọc 140. Chế bấm vô cái đèn like đó, chế inbox cho em. Mã xám là mã nào mấy tình yêu? Tình yêu nào? Tình yêu nào mới ấy mã xám cho em á, là cái nào vậy? Rồi size L nè, size L nè mấy chế. Size L nè, hiểu nha, rất là đẹp, 35k. Lên mã đen. Trời ơi, cái kiện này nó ra hiệu nhiều mà nó mất tiền kinh khủng. Đây, áo nè. Size XL nè. Nó để L nhưng mà tầm XL mặc vẫn vừa nha. Em bấm rồi. Thấy chốt nhé. Ok ok. Đen này là nãy em nói nhiêu? 35. Trời, ngồi chằn bành vậy hả? Size XL nè. Của Nguyễn Hồng. Cái muối bên trong là 35k luôn nha. Size L lớn, XL nhỏ, lên mã đỏ đô. To to bán rẻ đi. Mấy nhà nhỏ nhỏ chặt chém lại.
ăn tiền mấy nhỏ. Hiểu luôn nè mấy chế ơi. ML xem, ML nè đẹp long lâm là 60k, 60k lên mã hiệu xanh, hiệu xanh. Một em hiệu Âu Navy size ML đều được nha. Mà sao nè, màu đỏ đô đẹp chưa? Đó, 60k mã đỏ đô. Cái này của 40 không, của gì hồi nãy bên đây nè. Đúng rồi. Bữa nay áo tăng quá trời luôn. Hiệu xanh, ai kêu nhỏ bị chém. Hiệu xanh 60, ok cho Kim Chi Nguyễn. Đỏ đô, đỏ đô 60, đỏ đô 60 nè, đẹp lắm luôn cho Hạnh Nguyễn. Chứ sao vậy em, chứ mấy người bự ít có mua đồ lắm. Rồi mấy áo ba lỗ hiệu nè, size này nó để M mà tầm L nha, hiệu này nó to lắm. Áo ba lỗ ở trong là thường mấy cái hàng thằng Mỹ nó có thêm một cái này, nhưng mà nó không có mút, nó là hai lớp luôn á. Đó, size ML nha, 50k lên mã ML nè. Có luôn luôn nữa nè, mà nó ép ghê, không có size gì to đùng mà, với lại còn mới nó bị dơ em chưa có giặt, mới khui là em lên luôn. Cái này tầm size XL để coi nó còn tem nè. Size 12 cái chế ơi, size XL nha. Có mút luôn nè. ML cho Hạnh Nguyễn nè, 50. Cái này có mút luôn nha mấy tình yêu. Đó, em chưa nhét thôi, nó để size 12 để tầm size XL nha. Hiệu cái tem còn mới bóng luôn nè mấy chế. Bán nhiêu vậy? 130. Cái này là áo tập luôn nha. 130 nè, lên mã 12. Lên mã 12 có mút, có tập đàn đầy đủ nha. Size XL nữa nè, cái nào to to. Size XL, XL nè, 50. 50 lên mã loan. Công nhận mấy con xám này em thích ghê, nó mát lắm luôn. Rồi size SM nè, 50 lên mã xám. Chất nó mát lắm. Này áo ngủ áo gì nè, 10k. 10k lên mã đen. Đen 10k. Con này có mút bên trong. Cái này size M luôn. ML đều được nha, có mút nè, 35 lên mã trắng. 35 lên mã trắng nha mấy chị. Xám cho Hạnh Nguyễn. Xám là Nguyễn nào? À xám 50 Hạnh Nguyễn. Thôi xám hết rồi tình yêu ơi. Nè mà mè nè. Size M nè. Size M này đẹp lắm. Rồi dạ quang luôn, 70k nha mấy chế. 70 lên mã dạ quang. Size M. Ngoài sao nè. Đó. Nó còn dơ cả mớ. Áo xe đạp nữa nè. Có ai mua áo xe đạp không mấy chế? Áo xe đạp nè, để nước, để đồ. Nhưng mà sao 50k lên mã xe đạp. 50k lên mã xe đạp. Dạ quang cho Kim Chi nè, 70. 50 lên mã xe đạp. Cái này body nè, cái gì? Body suit phải không? Kêu bản gì? Zoom à? Không kêu gì kêu. Này nó không có chỗ nhét mút nha, mặt sao mặt nó không biết sai gì nữa, chỉ có nhiều cái lắm. Nó để size L nè em, nó để size L nè. Cái này không có chỗ nhét mút nha, mặt làm yếm làm gì đó, muốn mặc gì đó mặc nha mấy chế. Mà cái này chấp dày tập ok nè, nó trong mặc thêm áo gì đó. 50k, 50k lên mã chữ B. Hôm em sao mã dạ quang nè. Dạ quang là Kim Chi Nguyễn là để là 70 dạ quang. Rồi mới tới Chi Hana. Em tốt làm sao á? Chữ B cho bé Bi nè. 50. Áo xe đạp nhiều lắm em lấy size gì? 50k nè. Này 2XL nè. Này nó để 2XL nè. 50 nè. Trong kiện này áo xe đạp nhiều luôn á. Ai hút? Cái đó tầm SM gì đó. Size S hả?
này được không? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà áo xe đạp là phải mặc rộng rộng chứ em đâu có mặc ôm nhớ tập đâu. Wow, đi bút quá, ôi mới tin. Hốt hàng lấy vốn lại đi Yến ơi. Cưng quá. Tại em còn mới tin nè. Zoom đó sẽ SM nha em. Nó nhỏ coi giãn tốt. Mới len ken nha mấy chế ơi. Em coi kỹ coi nó có bể có nứt gì không. Tại mới khui á, chưa coi kỹ. Rồi, mới đẹp luôn. 120 lên mã xanh. 120 lên mã xanh. Size gì đây? Size SM. Size SM. Rồi đen 35k còn nè mấy chế. Đen 30 chứ size S nè. Lên mã S đen 30. Này hiệu nữa nè. Hiệu gì đó? Size S nhưng mà form M nha. Size S form M 50 nè. 50 lên mã tím nè. Xanh nè cho kim chi nè. 120. S đen cho thiên kim nè 30. Rồi nè, mát rưỡi 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 luôn mấy bà ơi. Size M nhưng mà này tầm form L cũng ok nha. Size M mà form L cũng ok luôn mấy chế. 35k lên mã trắng. Xanh hết rồi tình yêu. Này ở trong có bra nha. Size ML nè 20. Size ML 20 mã đen. Rồi đây em hiểu nè. Chôn giấu đã lâu. Hiệu gì đây? Domiot. Size M, Domiot size M nè quá đẹp 70k. Đó, 70k lên mã chữ nha, 70k lên mã chữ đen cho Hạnh Nguyễn nè 20. Rồi 70k lên mã chữ nè mấy chế ơi. Con ba lỗ nữa nè, ba lỗ size M nha. Ủa, em có kiếm. Ba lỗ size M này đẹp lắm. Chất dày luôn hai lớp mà không biết nó may kiểu gì, nó lạ lắm luôn. Nó không có đường may á. Chữ à 70k. 20 hết rồi chế. 70 nè cho Nguyễn Hồng. Nó may kiểu gì rất là đã luôn nha. 35k là size M lên mã ba lỗ. Nói chung mấy chế nhận hàng đi mấy chế biết. Chất mà nó mướt rượt luôn. Kiện này em lấy mà kiện biết nó cao lắm. Con này size L nè. Size L nè. Chữ của Hồng gì nãy cô đọc con Nguyễn Hồng. Ba lỗ 35 nè. Cho Hạnh Nguyễn ở trong nó cũng có cái này nha. Size L nè. À, cái này không biết do nó mã tiết hay là nó dính màu hơi không? Vàng vàng. Cái đó 70 của Nguyễn Hồng không? Không mới gặp ai nữa. Ở kia Hạnh Nguyễn. Nó dính tí xíu nè. Xem mấy chế 30 nha. Lên mã tím 35. Size này là size L nè. À, Hạnh Nguyễn 35 đúng rồi. Chữ hết rồi nha mấy chế. Đây nè, nay nè. Nay tập nè. Nó giống như con trên đó đó mấy chế. Bóc lại nhét lên thôi. Con này là size S. Size S mà này phông lớn ở trong nó có một cái tập này nha. Đó. Size S mà này S lớn M nhỏ bông trang là mới lắm. Đó, là sao nha. Rồi này để cho mấy chế 130 nha lên mã phối. 130 lên mã phối sẽ SM nha. SM mở S. Cái này của bé nữa nè 30k. Lên mã bé. Bé thấy thương không? 30k lên mã bé. 130 nè cho anh Nguyễn nè. 30k lên mã bé nè. Rồi ai size to đùng đùng 4XL luôn nè. 30k. Cái lãnh này của nam chị. Sao to vậy, mua cho nam mặc thành áo lá đi mấy chế. Mát lắm. 30k nè. Lên mã nam đi. Nó to dữ. Bé 30 cho chị Nguyễn Thuận nè. Tiếp tục em ba lỗ nữa nè. Ở trong nó cũng có thêm một lớp nha. Màu đỏ nè. Size M. Size M là bon chen nha. 50 lên mã đỏ. Này, mặt mát nè. Size S nhưng mà phơm M. Size S nhưng mà phơm M nha mấy chế. 35k lên mã trắng nè. À, nam.
bao nhiêu? 30 cho Dung Nguyễn. 35k lên mã trắng. Vì nó đều có cái bra bên trong nha. Nhưng mà cái bra này nó bị xích cái chỉ xíu nè. Mà nó bên trong cũng quan trọng đó nha. 35k CM ML bon chen. 35 lên mã tím. Trắng là 35 cho Trân Nguyễn nè. 35 lên mã tím. Con đen rộng rãi size ML nữa nè. Đen rộng rãi nè, size này size LXL luôn á. 35k. 35k lên mã mát. Cái này mát nè, nó mềm. Xe đạp nữa, xe đạp không biết xem size gì. Xe đạp mà rộng rãi mặc size ấy đi. Xe đạp. Chị cũng không biết nó ghi size đâu nữa. Size L. Bỏ vô đi. Kiếm size mất mệt. Nó là size L rồi. Mà em chất dệt này size SM đều được nè. Ở trong có bờ ra nè. Đó, hiệu đó nè. 50k luôn cho mấy chế nha. Lên mã hiệu tím. Hiệu tím nè, cái này cái chỗ này hiệu nó hơi chóc chóc nha mấy chế. Về mình cào ra luôn. 50k mã hiệu tím SM nhỏ. Nè, cái này rộng rộng nè, size ML nè, hiệu kêu ra nè, size ML lớn L nhỏ bông chen. 40k lên mã viền. 40k lên mã viền. Xe đạp nhiều mà nó không có size S em ơi. Xe đạp nữa nè. Phải xe đạp không biết. Hiệu tím 50 cho Phạm Thu Hiền. Ai có đơn nhớ inbox cho em nha mấy chị. Tiếp tục xe đạp nè. Rồi em hiểu nè. Wow. Trời ơi to nữa rồi mấy chế ơi. Size này size XL hay XL nha. Size to là 35 luôn đi. Lên mã sọc. To lắm. Nó XL hay X. Một em hiểu ben 3 lỗ nè. Size SM đều được nha. Hiểu ben. Ben 50. 50 lên mã hồng 50. Áo xe đạp nè. Cái xe đạp ba lỗ nè. Cái này chắc size F. Xe này xe gì em không biết luôn. Này tầm size F nè em. Ba lỗ nè. Cái này nó không mới bằng mấy cái kia. Thôi cái này cái nắp nó hơi ấy ấy, hơi giãn giãn. Tiếp tục em trắng có mút nè. 35k size M. Xe ML bon chen nha, lên mã trắng nè, 35k. Trắng mới len ken luôn đấy chứ. Rồi đen 30 xe M. Lên mã đen. Đen 30 xe M, lên mã đen. Một em rebook nữa nè. Rebook này là size S. Rebook size S, áo tập. Em này 80. M bon chen nha. 80 lên mã hiệu xanh. Trắng cho Lê Trần là 35. Chị lấy một cái nữa không? Nãy có một cái like sao chị không lấy? Mới like cái trước đó. Đây nè. Ủa đâu rồi ta? Hay là cái đó ta? Cái đó của bạn kia lấy trước rồi chị ơi. Chị Hồng Vân ơi. Cái size này size L nè. Size này size L này thì nó không có chỗ nhét mút nha, 30 thôi. Chắc nó êm lắm mấy chế. Chắc nó bóng. Size L 30 lên mã 3 lỗ. Này hiệu Champion luôn nè. Size M. Ở trong nó cũng hai lớp. M này M lớn, 2L nhỏ bông chen. Mà nè, cái này giống như nó bị xích cái đường chỉ ở dưới cái bo nha mấy chế. 25k. Size ML nha, lên mã 25. 25 lên mã 25. Tiếp tục đây, một em tăng hiệu Onavi là size SM. 70k. 70k lên mã lá. Cái câu này mới lắm. 25 cho Thiên Kim. 70k lên mã lá nha. Wow. Wow, em thích mấy cái này nè. Chất mỏng như giấy gì đó. Size S, size SM, tầm size M nha.
hiểu nha mấy chị. Trời ơi. Rồi con này 80k lên mã giấy. Lá cho Thiên Kim nè. Ủa quên, lá cho Kim Chi Nguyễn nha. Sorry sorry, 70. 80 lên mã giấy nha. Mấy cái đó mặt bao đã. CSM nè. CM. CM nè. 10k đi lên mã xanh. Giấy cho Hạnh Nguyễn nè. 80, 10k lên mã xanh. Ủa nãy đó cái đó như 80 đúng không? 10k lên mã xanh nè. Ở trong cũng có tập luôn CM. Áo tăng cho mấy chế size XL, 2XL nè. Này 2X nha, 2X luôn. 30k lên mã hoa, XL lớn 2XL gì đó mặc đi chơi gì cũng được nè. Lên mã hoa nha. Giấy hết rồi xanh, 10k cho Lê Trần nè. À đây nè, phải không? Khác nữa. Cái này là cái gì cho bầu? Trời ơi. Ủa có quần bầu, này có áo bầu. Fila size L. Size L mà cái này nó mất thêm một góc đây nha mấy chế. Đó. 35k lên mã L35. L35. Lỗ này 20k, size M lên mã 20. Cái đó không có mút. Ôi, còn cái nóng bên đây nữa nè. Đi kiếm coi cái xe đạp nào coi. L35. L35 cho Trân Nguyễn. Trân Nguyễn 35k. Xe đạp. Xe ơi đạp. Xe đạp rất là như có một size này, tầm size M á. Size M được không? Size M này trên đây nó hơi vàng vàng, dè dặt là 40. 40 lên mã 40 size M. Một em rớp tớp. Áo tập Âu Navy. Này size này là size L. Size L. Ở trong cái bờ ra nha mấy chế. Ở ngoài này dây có tăng đưa. Của Âu Navy luôn. Đẹp xinh lung linh. 70k lên mã Loan 70 nha. 40 hả? 40 ok. Xe đạp 40 nè. Mà đẹp ghê cho Kim Chi Nguyễn. Rồi tiếp một em ba lỗ này size L. ML đều được nha mấy chế. Nè, chất dệt nè. Đẹp lắm luôn nè. Đó. Rồi em này 50 lên mã xanh 50. Loan 70 cho Nguyễn Học. Rồi cho chị một cái luôn, em có hai cái đó nha, để lát em kiếm cho. Em nhớ là em có hai cái. Đây. Đúng không? Hiệu Âu Navy size L nè. Chị Nguyễn Thuận lấy cái nữa phải không? 70 nè. Lấy cặp bút nhét vô đi con. Trời ơi, một em đây. Size L luôn nè. Rất đẹp lắm mấy chế ơi. 60 nè. 60 nha. Lên mã xám. Size L. Một cái này hiệu Authentic size XL. Có mút. Chắc không ai to này đâu. XL lớn. Rồi một em này nữa. Cái này để coi có mút luôn nha. Size chọn mới kiếm được con size chuẩn. Size M nè, nãy giờ toàn XL với gì đâu không. Khổ quá. Hiệu luôn nha mấy chế, size M nè. Rồi con này hiệu mới tinh luôn, 100k nha mấy chế. Đây hiệu đây nè. Size M. Cái hiệu nó đâu mà Movie nè, S nhưng mà tầm phom này phom lớn nha, nó đánh S nhưng mà tầm M ok á. Phom này phom lớn 100k. Mà sao nó lại chéo nè. Nè. Đó. 100k lên mã M100. Xanh 50 cho Phạm Thu Hiền. Xanh 50 Phạm Thu Hiền. Ai có đơn inbox giùm em nha mấy chế. Ôi mấy chế. Ồ, con này là đẹp đây. M100 cho Tịnh Nhi. Tịnh Nhi 100k. Rồi con này nè. Size ML
này tầm size L nha. Size L là 40. 40 lên mã xám. 100 hết rồi. Một em size S nè. S và M nha, áo ba lỗ nè. S và M nè, 45k lên mã ba lỗ xám. Ba lỗ xám. Rồi con này NB luôn nha mấy chế, hiệu New Balance. Size M, size M áo ba lỗ nha. Để em coi nó dính, nó hơi dính dính về 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 mình giặt giùm em nha, dính sơn á. Size mấy chế 40 thôi, hiệu New Balance luôn, 40 lên mã hiệu tím size ML nha. Mấy cái này bắt sáng luôn à. Hiệu tím nha, em size 40 nó dính miếng sơn đây nha. Dính miếng sơn nè. Đó. 40 nè cho nhàn thanh nè. Ôi nãy giờ không vô. Quá trời đồ đẹp. Gái đi đâu gái. Rồi size S nè mấy chế. Size S hiệu luôn nha. Này à, nó có thêm một cái lớp này ở trong nè. Nhưng mà nó không chỗ lót mút nha. Nó để XS. Nó để XS cho mấy chế, tầm S là ok. Xin lắm mấy chế ơi, 60k nha. 60k. Ông đi tập hả? Hôm nay tôi khui tí sẵn. Nó tùm lum quá tôi lên luôn. 60k nè. Đẹp quá, đẹp luôn. Lên mã 2 dây. Ở đây có cái cọng dây nè. Mã 2 dây. Đây một em tập nè, ở trong cũng có bờ ra size M nha. Ở trong nó không có chỗ nhét mút nhưng mà nó có thêm cái nữa, nó chế mặt thoải mái. Size M nè, 60k. Lên mã loan. Lên mã loan. Con hiệu size S nè. Size S. Mà cái này nó là răng răng sẵn hay là nó răng gì không biết. Nhưng mà em báo là cái chữ nó hơi răng răng nha mấy chế. Hiệu này mặc rất êm nha, size S nè. 50k. Mã xanh đen. Xanh đen size F 50. Này body suit nữa nè. Body suit này size gì? Size M của F21. Size S luôn nha. Size S này F lớn nha mấy chế. Của F21 nè. 30k. Lên mã 21. Mã loan cho Hồng Vân. 60. Rồi cái này mã 21 nha. Ba nhiêu nữa, nói nhiêu 30k. Một con yếm nữa nè. Hiệu DIKN. Nó để XS xịt S. XS xịt S nha. 60. 60 lên mã K1 đi. XS xịt S. Rồi con này size L, XL. Có mút bên trong nè. Size to bé cho mấy chế 40 đây nè. Size L, XL nha. 40 mã mã phối. 21. 21 là body suit nha chế. Cái này body nha. Mặc với tập aerobic được cũng được. Của chị Nguyễn Thuận là 30. Rồi tiếp một em tăng đây đẹp. Size ML nha. Em coi nó hiện gì. Hiệu nó để S nhưng mà này em thấy lớn á, tầm size M cũng được nha. Size M á, hiệu Step nha. 50k. Lên mã xám hiệu 50. Đây còn con Reebok xịn mấy trái ơi. Reebok. Em coi size cái này có mút luôn nha. Cái nào mà có mút luôn thì em thêm một tí xíu. Vì là nó hiếm, nó để mờ nha, mờ lớn. Đưa lên. Mờ lớn thì em nè. Hàng hiếm. Hàng kiện hiếm tiếp, đầy đủ. Rồi em này 150 size M nha. Size M nó đánh trong đây M là ngực tầm có mút đầy đủ nha. Ngực tầm 83, 88 cũng được nè. Nãy nói nhiêu chà? Tôi nói nhiêu? 150. Lên mã mã chữ H đi. Áo nữa nè. Nó ra áo này nhiều lắm. Áo ấy nè. 150 lên mã chữ H mấy chế ơi. Phối 40 cho
Hồng Vân phối là cái nào đây. Ok, chữ H cho Hạnh Nguyễn nè, đi rồi nha tình yêu, 150 Hạnh Nguyễn nè, đẹp quá luôn. Hồi áo size L mua về cho chồng mặc đi mấy chế, size L là 40 thôi. Trời ơi, lên mã mã to này, xe đạp nè, lên mã to. Dạ quan giải quyết gì của Âu Navi nè, sang ML, ML nha. Rồi 45k, cái này nó sọc sọc nè, 45k lên mã mỏng đi, 45 lên mã mỏng. Tiếp tục một em hiệu Reebok nữa nè, màu đen, size M, một cái này size XL rồi, size này size XL nha. Ở trong nó là một cái lớp giống như là lót mút ngực vậy đó, nó đâm size XL nha mấy chế, size XL là 90 đây, size XL 90 nè, lên mã 90 luôn, mã 90. Một em ba lỗ nè, 30 size M, lên mã đen. Tiếp tục hiệu Âu Navi nữa nè, đẹp, size L nha, size L. Cái này nó dính bụi tí xíu hay là để giặt ta, dính bụi tí xíu nè, em xem 50 về mới chế giặt nha. Size L nè, lên mã hồng, hồng đen 30 nè, cho Lê Trần. Cái này lên mã hồng nha mấy chế, 50 dính bụi dưới tí. Tiếp tục là hiệu Gáp nè, chất cô tông size SM. Ôi nè, chất thun nè, mát rượi nha. Đó, hiệu Gáp luôn nè, 60k. Lên mã hiệu hiệu 1, hiệu 1 60. Tiếp con ba lỗ nè, này tầm size S á, chất mềm đẹp lắm mấy chế, 45k lên mã sọc xanh, hiệu 1 Ichihana 80. Hồi nãy cô nói như 80 không? Nói xong cô liền. Này size L nè, size L ngoài sau chữ T nha. Đó, 60k, 60k lên mã sọc size L. Rồi con này đẹp quá. Cái này ba lỗ nha, ba lỗ tập mà, cái hiệu giống hiệu Nai đó đó, không hiệu tiếp gì đó. Size này ML, này áo ba lỗ size ML nha mấy chế, 50 nè, lên mã mã 50, sọc 60 nè, cho nhàn thanh, 50 lên mã 50. Một em Diri 90, size này là size XL, size XL nha mấy chế, 40k, 40k lên mã xám, 50 của chị Nguyễn Thuận nè, 40k lên mã xám. Size XL luôn, trong có mút này sẵn nè, nó là mút mỏng mỏng nha. Size XL mấy chế, 35k lên mã tím, 35 lên mã tím. Hiệu bông hoa nè, size M nè, tầm L nha, cơm to. Ở trong nó có bờ ra mà này, nó không có chỗ nhét mút. Size L, size M mà nó tầm L nha. Đó, rồi 60 luôn, lên mã sọc hồng, size M nhưng mà phơm L, 60 mã sọc hồng. Một em hiệu nữa là size M luôn nha, size M nè, 40 mã phối đen, 40 hiệu gì đây, hiệu Âu Navi size S, Âu Navi size S nè, 45k mã cam, cam. Rồi em qua áo 100k3 nha mấy chế, bán cho nó gọn nhà coi, thu hoài ghét hết chỗ để. Đây con này size L nha, size L 60k. Rồi sao nè, 60k lên mã hồng 6. Một em ba lỗ nè,
ba lỗ hiệu Xtep size F, nhưng mà này form M nha, F form M nha, size F form M50 nè, lên mã M50 mới nay kia. Đây đây, trời ơi này đẹp lắm, size M hiệu này đẹp lắm nha, mới tin là 70k cái hiệu này nè, 70k lên mã T7 nha, T7 nè, M50 cho nhàn thanh, T7 nha mấy chế, mới trắng không tiền vết, 50 ba lỗ size M nè, 35k size ML nha, 35 lên mã xám, rồi T7 cho Trần Trăm Lê nè, Trăm Lê là 70. Rồi một em hiểu nữa là size S, size FM, size FM nè, này áo ba lỗ nha, màu xanh đẹp luôn, 60k mã xanh lá, size FM 60k mã xanh lá, xám nè, xám 35 cho Hạnh Nguyễn. Rồi con này size ML luôn nè, 35k lên mã tím, 35 lên mã tím, xanh lá cho Ichi Hana. Em sao em để 70 à, 60 cho gì mới đọc Ichi Hana, chị đọc T7 em lên 70 à, 60. Em hiểu NB nè, nó giống như cái tím nãy mà nó màu đỏ, size F nha, size M, New Balance, con này đẹp nha, không tì vết, không có bị dính dơ như con kia. Rồi, con này 70 lên mã đô. À, tôi 3 lần T7 bà sao tút ở dưới á. Đây nè. Đây. Em đọc lại ha. Nhàn Thanh là M50, tới Nam Nhiên là 70 là không đúng mã. Trăm Lê là T7 là đúng mã, rồi tiếp Nam Nhiên là T7 nha. Rồi cái đó dự phòng cho Nam Nhiên là người thứ hai ha, rồi mới tới Nhàn Thanh hai mã, rồi mới tới Kiều Nhi Trần. Rồi dự phòng cho Nam Nhiên nha. Nếu mà Trăm Lê không đủ đơn á là em để cho Nam Nhiên nha chế. 70 nè, 70 cho Nhàn Thanh là đỏ nè. Một em hiệu Asics nè, trời ơi con này đẹp lắm, size L nha mấy chế, là chắc lưới lỗ nè, size L hiệu Asics nhưng mà tầm M vẫn bon chen nha mấy chế, 80k lên mã tím. Tím, ok, Trăm Lê chốt rồi, 80 lên mã tím, hiệu Asics luôn, đẹp xịn. Mịn hiện biển rịn, hiện này nó mắc lắm mà được cái là nó ít đen, vui mừng. Cái này tầm size L nha, trong có bra nè, ở trong có bờ ra nha, tầm size ML 30k mã đen. Rồi con này CSM 30k mã đen 2, CSM 30 mã đen 2 chất dẹp này, size S luôn nè, size S form M nha, SM cái này của Digi 90 là mát rồi rưỡi luôn nè, 50 lên mã mát đi, 50 này to quá, chuyện Mỹ là nó sẽ vô mấy thằng to. Đen 2 cho Hạnh Nguyễn, đen 2 là 30 nè. Ủa Thủy Nguyễn lấy cái đen này đúng không em? Thủy Nguyễn là 30 nè, 30 đúng, ok nha Thủy Nguyễn, cái mà ba lỗ đúng không? Lại cũng 30. À, 30 đó Hạnh Nguyễn, mát cho anh Nguyễn 50, 50 anh Nguyễn. Đây ba lỗ tập nè, có miếng bra bên trong nha, đó size M. Cái chế này chắc cô Tông mới chế gì giặt sơ sơ nha, cô Tông thì cũng như là cái phần ngoài nó giống như nó hơi mịn, như có lớp lông mịn á. Rồi cái này 25 đi, lên mã 25 luôn, mát hết rồi, mát của ai đó. Đây cũng một em chất cô Tâm mịn là size ML nha, ML. Ê cái này lu nha, hiệu lu, nhưng mà
cái này á là nó lật xuống vậy hả ta? Nó lật làm sao? Nó mặt sao? Ê ngược. Em để ngược thì ra nó cũng cái hiểu sao nó nằm bên trong. Cái này nó là chất cô tông nha, cũng là size gì đó, có mút nha. Size 8 nha mấy chế, tầm size M lớn L nhỏ đó. Này chất cô tông là nó có cái lớp gì nè. Đó. Rồi nó dính sơn ở đây chút xíu rồi mấy chế. Dính sơn tí xíu này em sale mấy chế này 50 đi. Mấy chế về giặt hiệu luôn, rất là đã luôn nè, giặt hiệu chữ nè. Mấy chế về giặt ra, còn không ra mấy chế lên like thành mặc áo rất tớt mặt nha. 50k thôi. Nhét mút vô nha. 50 lên mã sơn đi. 50 lên mã sơn nha. Nó dính sơn nè. Size 8 nha. Đó, em sale cho mấy chế. Giặt không ra thì lên like. Lên like để mà mặc thành rất tớt cũng đẹp nữa. Sơn nè, 50 cho nhàn thanh. Cái này ở ngoài nó cái màu nó như là xám lông chuột nha bà. Đó. Bà lấy được không? Không được thì để cho Hạnh Nguyễn. Tại vì nó chất cô tông là nó cứ giống như nó màu xám xám vậy đó. Đó. 50 nè. Nhàn thanh. Ôi áo rất tớp. Ủa quên lộn, áo tập có bra cái miếng này bên trong nữa nè, hai lớp nha. Này nó không có chỗ nhét mút. Size ML nè. Cái hiệu bông hoa 50k. 50k nó để ép thôi, nó để ép thôi nha, nhưng mà tầm mờ sao cái form này to quá. 50 lên mã xanh 50. Em hiệu nữa nè. Hiệu này mặc xịn lắm. Cái này cũng hai lớp nha, hai lớp. Size này tầm size L. Hai lớp tầm size L nè. 50 cho mấy chế luôn lên mã sọc, sọc 2 đi. Sọc 2 nha. Rồi tiếp tục đen nè. Đen nè, đen 30 nữa nè. Ủa sao đen gì? Sao S nè, đen 30 lên mã S30 nha. Đen 30 lên mã S30. Cái này bụi quá. Màu em này chắc của bé nè, cái hiệu gì trái tim. Cái này của bé. Cái này em tặng cho bé đi nha. Cái này của bé nè. Lên mã tặng bé. Tặng bé S30 cho Thiên Kim. Tặng bé nha mấy chị. Thiên Kim 30. Cái này size ML là chất dẹp rất là đẹp. 30k. Có mút nha. Lên mã đen 3. Tặng bé. Bỏ cho em cái đen hồi nãy lấy này nha. Ôi ơi gì nhưng mà tặng bé cho Thiên Kim. Rồi mấy chế tại vì sao mấy chế là có người chốt cái mấy chế ấy xả ra vậy? Chết em luôn. Cái nào phải cái của Thiên Kim cái nãy là cái nào không biết nữa. Khổ. Cái này thì nó dính gì đây tí xíu. Size này size L nha, size L. Size L nó dính tí xíu vậy mấy chế giặt này em xem mấy chế 35 thôi lên mã tím của Thiên Kim là cái đen nào? Cái đen. Cái đen này là mới phải không? Cái nào mà cũ trước nữa kìa. Trong khi sao mình... Ủa thấy nó giống nhau có gì khác đâu. Rồi đây cái này sẽ ép này để cho chế cho Ichihana nha em. Cái giống cái nãy nè. Lấy thì ok nha Ichihana. Sẽ ép luôn. Rồi con này size L nè. Ở trong nó có thêm một cái lớp nha, size L nè. 35k lên mã xám. Tiếp tục nè. Hiện nay ô ô la la đường công em thế mà. Hiện nay size S. Hiện nay size S mấy chế ơi. Đẹp. Hên quá cái chữ nay này. Nó là theo luôn quá ngon. Rồi chị Hà Nam. Rồi em này 120 nha. Size S nha mấy chế. 120 lên mã. Lên mã T1 đi. T1. Cái này mặc kiểu gì em không biết luôn á.
Không lẽ cái miếng này ở ngoài còn cái von ở trong. Vậy nè, T1 cho trăm lê 120. Đây kiểu này nó vậy nè, size M. Mua đen vậy nè, 35k. 35k lên mã lạ đi. Lạ. Con này size XL nè, có mút bên trong nha, XL. Này to lắm, XL lớn, size L nhưng mà tầm XL á, trong cái chế nào 65 70 kg. Quá đẹp luôn, size to nha. Size XL á, XL của mình. Xinh lắm, 70k. 70k lên mã họa tiết. Size XL. Em mới bóc cái gì lên đó ta? Mới bóc là gì lên mở xuống nè. Đây là dây nè. Rồi size này size S nè, của Onavi. Rất là mát, rất là đẹp. Cái này có thể mình rút vô làm cái gì nữa nè, hoặc là mình để rộng ra nè. Đó, 45k nha. Lên mã sọc đen. Cái này nó là sọc sọc. Sọc đen 45, size S form M. 45 mã sọc đen. Luôn luôn nữa nè. Luôn luôn nữa. Luôn luôn này không có chỗ nhét mút. Ở trong có thêm cái này. Không có chỗ nhét mút. Cái này tầm size M nha mấy tình yêu. Chất cô tông nha. Size M chất cô tông. Cái này nhiêu vậy ta? 100k. 100k lên mã phối. 100k lên mã phối sọc đen cho Vi Hoàng 45. Ai có đơn nhớ inbox cho em nha. Cái chế nào có một cái á. Xem lấy áo bra gì thêm không? Áo bra gì không? Áo bra có ai lấy thêm thì báo cho em. Phối cho bà rốt the 100k. Bà rốt the lên con hiệu nữa nè. Giờ cái này nè, cái này có mút nha, chút xíu nhét mút con hiệu luôn. Cái này có mút nha, mấy chế size M. Size M, ML, M lớn nha, L nhỏ nè. Mở ra hả? Rồi ok. Size ML nha mấy chế, hiệu luôn nha, rất là đẹp nè, có mút luôn nha, 90k. 90k lên mã sọc đen. Nhét cái mút đi con, tầm mút đâu đây nè. 90 mã sọc đen. Rồi em lên cái này nữa đi, rồi lên mở ra cái này quá chất chơi người dơi luôn coi. Chất chơi người dơi size L nha. Rác rồi dính dơ luôn. Rồi dính dơ là về mới chế giặt ra thì giặt nha, em bán theo cái giá không giặt. Đó. Bán theo giá không giặt 40. Chứ em giặt em bán 70, 40 nha, size L. Lên mã trắng 4. À sọc đen này nãy đâu 90 à, nhét mút cho Hạnh Nguyễn. Để qua áo bra ha, rồi lát cái áo kim sa học lụa gì nè. Vậy là cái chắc cái chồng này là em để em giặt hay sao? Em quên em lôi ra nè. Thôi để em lên áo bra đi rồi cho nó chế nè. Size S 2 lớp mút liền nè, 100k 3 cái nha. Size S nè, lên mã trắng 4 cho Trân Nguyễn. Đâu rồi? Chắc chơi người dơ dục đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi. Lên mã mút liền nha, 100k 3 size S có khóa phía sau. Trời ơi, chắc chơi người dơ. Trân Nguyễn cô ghi đi. Trân Nguyễn trắng 40 để lát cô bỏ vô. Rồi con này size L nữa nè. Size ML hiệu X-Step. Hiệu X-Step nha, mới chế 50k. Lên mã hồng. Mút liền cho Thiên Kim nè. Mùa em nè, mút liền giống như áo bà ra nè, size M nha. Cái đó 35 đồng giá 100k 3. Khỏi ghi cũng được. Đẹp không, mới chế lên mã viền. Lên mã viền nha, mút liền size M lên mã viền 100k 3 cái.
này là siêu phẩm luôn nè, hiệu Civilai size L nè. Lên mã hiệu nè. Hiệu này 100k 3 cái, 100k 3 cái. Mấy chế ghi giùm em 100k 3 đi. Áo 100k 3. Viền cho Thủy Nguyễn nè. Ghim viền cho Thủy Nguyễn nè. Tiếp tục con này size M lên mã khóa hồng. Khóa hồng. Size ML lên mã khóa xanh. ML lên mã khóa xanh, hiệu cho Nguyễn Thuận. 35 nè. Con này size M nè, này giống như Lulu vậy đó, size M nha. Lên mã đan lưng. Size M lên mã đan lưng. Con này size M. Mút đúc liền có khóa luôn nè. Lên mã sọc đỏ. Sọc đỏ. Rồi con này size ML luôn nha. Size ML lên mã viền cam. Nhớ bỏ áo chất chơi người dơi hả Trâm Nguyễn? Ừ. Chất chơi người dơi đâu rồi. Cái này gì? Viền cam 100k3. Đang lưng cho Trâm Lê. Chất chơi người dơi. Đồng giá, đồng giá. Trong lờ. Rồi size này size L 35k. Cứ ghi tên ha. Trong lờ. Trăm, trăm lê. Trăm lê. Rồi cái này size L M lớn bon chen, mã sọc xanh, hiệu Avalet gì Avalet bán đó. Nè mút liền nè mấy chế, mút liền như nãy nè, mút nè, nó dạng áo bra mà có hiệu luôn. Là size M này lên mã xanh đen. Xanh đen. Màu hồng nè, size M nè. Lên mã cài sao. Cài sao nha. Size M nè, đẹp quá. S xanh là cái nào? S xanh là cái nào chứ? Cái này hả? Cái này size L nè. Xanh đen cho Thủy Nguyễn. Ủa chế xanh nào? Cái này size L mà. Đâu có S xanh nào. Mã cài sao nè, hôm nay có lên buồn hả? Buồn cho Lê Thư. Ủa quên lộn, tại sao cho Lê Thịt. Quần em chưa có làm xong, nó nhăn nheo quá, em chưa có bóc ra. Mà màu đen không mấy chế ơi. Cái này của bé là 10k. 10k lên mã bé. À cái L đúng không chị, cái này size L nha. Cho chị Diễm Phương. Mỗi chân không mấy chế. Rồi màu em áo kiểu nè, size SM gì nè. Cái này không có mút nha. Ủa có mút. Cái này giống như áo biển, áo kiểu, áo gì đó em cũng biết nữa. Mà size S thôi. Cái này 30 thôi nha, 30 lên mã biển đi. Ờ, bé 10k cho Tôm Nguyễn. 30 nè, lên mã biển, size S. Size S thôi nha, có mút luôn á. Nhưng mà cái này về mới chế mút đi nha, nó nhỏ nhỏ rồi. Phải cắt ra. Em hiệu nè, size S luôn đi. Ngực 82 đổ về nè, nó để M mà tầm S thôi nha. Lên mã hiệu hồng nè. Hiệu hồng nha. Biển size S nha chị, biển size S nha. Biển 30 nè, cho chị Diễm Phương. Mút liền của Uniqlo size M nhỏ nè. M nhỏ lên mã hiệu đen 30. À 30. Lên mã hiệu đen nha. Con này size L mút liền nè. Mút liền lên mã viền, lên mã xám đi. Lên mã xám nha. Rồi bọn em size L, XL. Size L, XL mã khóa xanh. Khóa xanh. Trương Thị Ngọc Ánh hiệu đen. Trương Thị Ngọc Ánh. Hiệu đen của Trương Thị Ngọc Ánh. Rồi con này size M lên mã khóa hồng. Em này 20 đi, size S lên mã 20. À, cái con xanh dương đậm hồi nãy còn không chị? Cái nào em? Cái nào, cái nào? Cái áo tăng hay là cái gì? Size ML nè, lên mã khóa tím. Khóa tím. Kiều Di Trần nè, Kiều Di Trần là khóa hồng nè.
ML mã khóa tím. Cái nào ta? Khóa hồng cho Nhi rồi nha. Rồi con này sọc xanh nè, size M. Wow. Size M. Lên mã xanh chuối, áo bra xanh đậm hả? Xanh đậm là cái nào? À, rồi giờ hết rồi em, xanh chuối, xanh chuối. Cái nâng nâng nhỉ không? Có thun ôm tay ngắn nữa. Không có tay ngắn, toàn ba lỗ áo bra. Cái này trong đây cô. Xanh chuối nè, xanh chuối trong bé ngọc. Dự phòng cho Thủy Nguyễn, dự phòng cho Thủy Nguyễn bé Ngọc trước. Nè, áo kiểu nè mấy chế, size S. Size S áo kiểu nha. Đó. Này lên mã áo kiểu luôn đi. Lên mã áo kiểu nha, chất này mà đi chơi được ở trong. Lên mã áo kiểu nè. Cũng đồng giá. Cái này hiệu sim gì nè, size này cũng tầm S, SM gì đó. Cái này là nó không có mút nha. Nó là chất phi áo kiểu nè, 30. 30 lên mã vàng. Cái này không có mút. Áo kiểu cho Hạnh Nguyễn nè. Cái này 40k đi, lên mã liền đen nha, 40. Lên mã liền đen. Rồi em lên tiếp. Cái này em có hai cái, một cái size M, quên size L luôn. Cái này size L nha mấy chế, lên mã hồng L nè. Hồng L. Rồi con đen này size S nè, lên mã lưới lưng nè, đồng giá cho mấy chế luôn. Cái này dòng siêu phẩm đó. Hiệu Na Quy này size S, mã tím S. Tím S. Rồi kiểu nữa nè, kiểu hai bên size M nè, size M nè. Lên mã XO sexy đó. Lưới lưng nè cho tôm. Size M nha. Lên mã gì thì XO gì đi. Lưới lưng hết rồi. Cái tôm Nguyễn. Hôm qua có cái này lộn cho chế nào. Size XL nè, chất gió nha, size L XL chất gió 75k lên mã xả. 75k lên mã xả. XO cho bé Ngọc nè. Bé Ngọc. Size M này mã dạ quang. M này M ML cũng được nha, ML cũng được nè, dạ quang đẹp quá. Xả cho Phương Thảo nè, 75. Rồi con này size S nè mấy chị. Lên mã xanh đậm. Con nai này mút liền, nó tầm size M nha. Mà này nó căng ra, nó bị răng răng chữ rồi, với nó hơi dơ dơ nè. Xem cho mấy chế 30 thôi nha. Bị răng nè. À, đơn của em đi rồi, Trần Khánh Linh. Nè, căng ra hơi bị nứt nha, 30k mút liền. Lên mã 30, size M. Với nó hơi dơ xíu nha, dạy dặt nha, 30. Xanh đậm của tôm Nguyễn, dạ quang cho chị Diễm Phương. Ai lấy 30 lên mã 30. Rồi con nai này cũng đẹp nữa nè, size ML luôn nha, mút liền cũng bị nứt tem. Con này đồng giá nha mấy chế. Đó, căng ra nó hơi nứt. Rồi lên mã đồng giá, size M mút liền. Con này size L nè. Size L lên mã kiểu. Size L lên mã trắng. Size L. Ủa chế ấy lấy cái trắng này không chế? Chế Nguyễn Thuận còn xem không? Đồng giá nè cho Diễm Phương. Một con hồng này size ML nè. Mã hồng da. Hồng da. Kiểu nè, kiểu cho Phương Thảo nè. Kiểu Phương Thảo trước rồi em. Rồi hiệu Jockey size S nè. Lên mã hồng hiệu. Xét lên mã hồng hiệu. Hồng da cho Trâm Lê. Hồng da.
trăm lê trắng lờ cho ham ha Mary Habibi. Rồi con này size L XL này 30 lên mã tím. Con em size L nữa nè, size L lên mã dây tím. Dây tím. Hồng hiệu cho Trương Thị Ngọc Ánh. Hồng hiệu Trương Thị Ngọc Ánh. Con này size M lên mã phối hồng. Tím hình như hôm qua em có hay gì mà biết em có chưa nữa, thôi chị để đỡ cho em nha. 30 à, dây tím mà, dây tím size lớn nha em, size L XL á, dây tím size L XL nha ha Mary Habibi. Mary ơi, size đó size lớn à, chị để hờ cái tím này, nếu mà em không có thì chị ấy 30 cho Mary Habibi. Con khóa size S nè 30 à, cái đó 30, dây tím thì đồng giá. Lên mã khóa xám. Có lấy cái dây tím không em, sai nó sai to đó. Con này siêu phẩm nè mấy chế. Siêu phẩm là 40k đi xe SM. Mã nâng. Lấy cái dây tím luôn ha. Xe SM mã nâng nha, 40 thôi. Rồi em này xe S nè. Xe S lên mã chữ nè. Em xả cái XL, XL vậy để cho bạn ấy đi. XL cho bạn Trần 8. Trần 8. Nâng 40 cho Trương Thị Ngọc Ánh. 40 Trương Thị Ngọc Ánh. Rồi khóa xám cho Trương Thị Ngọc Ánh. Cái đó 40, còn cái này đồng giá. Chữ cho An Vũ. Đồng giá. Rồi xe này xe M. Xe M mã xanh M. Này xe ML mã mã hồng mới, xe M lớn đi, hồng mới. Con này hiệu này nè. Xe L mã tím nhạt. Xanh M cho bé Ngọc. Rồi con này xe L mã khóa tím. Size L mã khóa tím. Màu đen chất dẹp dày này, size M. Chất dày lắm nha, lên mã crop. Crop size M. Em này 20 thôi. Size SM. Mã chữ. SM mã chữ tím nhạt. Tím nhạt nè, cho Mary nè. Con này mút liền size SM. Size SM lên mã mút liền. Khóa tím cho Trần 8. Size SM lên mã mút liền. Size L. Size L mút liền hiệu Domios luôn, lên mã hiệu đen. Hiệu đen size L. Size S lên mã dây xanh. Hiệu hết luôn. Một con hiệu Domios nè. Ủa tối có phơi đồ gì không ta. Size M hiệu Domios này lên mã viền hồng. Chữ cho Lê Thư 20. Khóa tím M lên mã khóa M. Khóa M. Con này hai lớp này size M. Cái này 20 thôi, cái này không mới bằng mấy kia. 20 lên mã 20. Hiệu đen. Hiệu đen cho Thủy Nguyễn. Viền hồng cho An Vũ. An Vũ. Cái này 20 lên mã 20. Cái con xanh này đổi cho chị ấy đi. Rồi mà size M lên mã hồng. Size M này có khóa mút nâng luôn nè. Mã khóa đỏ. Size L. Size L mã hồng L. Size M SM nha. Con M. Size M lên mã chéo. 20 size gì hả? 20 size M em. Là do là cái viền trên đây nó hơi nhạt nhạt màu, nó hơi khó chịu hơn xíu thôi. Nhưng mà mặt dơ thì vẫn ok. Nè, cái viền này nó không có sáng bằng mấy kia thôi. Hồng L. Của Mary.
Rồi con này size XL. XL cái màu này cũng hơi nhạt xíu, 20 lên mã XL. Con này size L. 20 lên mã sọc. 20 cho Lê Thư. Lê Thư. Size M nè. Size M lên mã hồng dây. Cái này con hiệu chữ A, size S nè. Size S lên mã hiệu xanh. À, cái con này size XL nè, có chế nào XL không, hiệu Under Armour. Mà cái này nè, cái này giống như nó bị sứt keo nè, mới chế về mai lạng đường, nó màu đen mà mai dễ lắm nha. Đó, hiệu Under Armour xịn luôn, size XL mút liền luôn nè. Bán 20 thôi nha, tại nó bị lỗi chỗ đó đó. Mình về mình mang đường lại nha, 20. 20 lên mã keo. Ồ, trời ơi đẹp. Size S. Size SM nha, size SM nè. Lên mã SM. Trời ơi dạ quan chói lắm 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 lắm. Mấy này mấy chế không mua qua bữa sau cũng lên siêu phẩm nè, size S hiệu luôn. Hiệu Uniqlo nè, lên mã hiệu tím. Đó, size M nè. Size M này lên mã chữ V. Chữ V. Size SM nè, lên mã đen chéo. Keo nè cho trần 8, có đơn inbox dùm cho em nha, 20. Trần 8 20. Tiếp tục con này hiệu Civiline nè, size S cổ yếm nè, lên mã yếm hồng. Cái này màu hồng mông mông. Size XL nữa nè, con này đẹp quá. Mã xanh XL. Đi V cho Diễm Phương. V cho Diễm Phương, xanh XL nha. Size S. Hiệu anh ta luôn mới chơi size S nha, lên mã hiệu hiệu S. Này mút liền size S luôn nè. Lên mã liền đen. Liền đen. Size M lên mã ghi An Vũ hiệu S. Đây cái con này nó mềm mềm mỏng mỏng nha, bờ ra nè, size S nè, mút liền nha, size S mút liền, lên mã liền hồng, liền đen An Vũ. Con này size M mã sọc hồng, sọc hồng 25 thôi, 25 nha, lên mã sọc hồng. Này size SM. SM mã xanh đen. Này size S nè. Size S mã phối hồng. Sọc hồng 3 25 cho 10 nguyễn. 25 10 nguyễn. Size S nè, còn mới luôn nè, lên mã tem. Size S nha. Rồi con này XL này lên mã khóa xanh. Size XL lên mã khóa xanh. Con nâng này mới chế size M nè. Mút nâng nè. Đó. Size M nha, lên mã xám. SM. SM nha mới chế mút nâng. Inbox vô cái bếp mình đang like á. Lên mã xám. SM nha. SM nhỏ thôi. Này đẹp nè. Size S luôn nè. Lên mã nhũ nha, size S. Mã nhũ, khóa xanh cho trần 8. Ai có đơn inbox dùm cho em nha, quần dài xanh chuối không? Dạ không có. Lên mã nhũ, nhũ, nhũ. Rồi con này dáng rớp tớp size ML này, sale cho cái chế rồng giá luôn nè, lên mã rồng giá size ML nha. Nhũ nè. Cho tôm nè. Con này hiện nay em sale 40 nha, size XL nè. Mới tin luôn, bình thường cái con này là siêu phẩm cũng là 60 á. 40 lên mã mút liền. Cái quỷ này. Giờ kéo kéo cái mút nó ra nha, nó chế nó ẩn ẩn. Đó, size XL nha, lên mã mút liền là 40 mới lên. Size M. Size
lên mã mã đen. Màu quan cổ yếm nè. Cổ yếm size SM. SM lên mã yếm luôn. Mới tinh. Tình tình. Ủa nãy Vân Vân em hỏi cái xanh đó, lấy cái xám này đi. Xám này giống cái xanh nè, Vân Vân còn xem không? Để em lấy xuống nha mấy trái. ABCD đi mấy trái ơi. ABCD. ABCD. Được em, cái đó là mờ nhỏ. Phải không? Size M nè, lên mã xanh. Size S lên mã khóa tím. Này xanh lá này chất cô tông nha. Size S là 30 thôi. Size M 30 nè, lên mã xanh lá. Chất cô tông nó mềm mềm, nó mặc thành áo bờ ra chứ không mưa rồi em, nữ hoàng yến hôm nay bị mưa. CSM nha, hiệu 100 luôn, lên mã hiệu là CSM. Size M lên mã 2 lớp. Size SM lên mã da. SM lên mã da. Size M mã khóa tím. Nó chết rồi, muốn xem gì thêm bác ơi. Vân Vân còn con xanh đen nè. Vân Vân nó đi đâu rồi? Đây cái này 30 nè, size M lên mã 2 dây. Size M. Còn xanh lá nữa nè mấy chế. Size S lên mã xanh lá. Xanh M khóa tím. Đây khóa tím nè. Xanh M là cái này hả bạn? Mười Nguyễn ơi, xanh M là cái này đúng không? Đây là cái xanh lá vậy. Đây, khóa tím xanh M cho Mười Nguyễn. Này SM nha, cái này SM lên mã xanh biển. Xanh là của ai? Của Mười Nguyễn luôn á. Mã 2 dây nè. 2 dây nè. 30 nè. Cho Diễm Phương. Con này size M lên mã xám. Này size S 20 lên mã viền hồng. Khóa tím có rồi, nhưng mà cái xanh kìa, xanh là cái mã nào vậy? Xanh nào vậy? Em qua hai ba cái xanh nè mà. Em đưa lên không? Chế 10 Nguyễn. Size ML. ML lên mã tím ML. Size S. Size S lên mã khóa hồng. Viền hồng 20 cho Hồng Vân. Hồng Vân. Ai có đơn nhớ inbox cho em nha. Liền cái miệng luôn. Mã cam.
đấy của tôm Nguyễn, cái màu hình tím tím. Size M, size SM đều được nha, lên mã hồng chéo. Size L mã lưới lưng. Rồi em này 25k size SM. Mã đen phối. Size ML. Mã sọc hồng. Hồng chéo cho tôm Nguyễn. Thôi là chưa đi đơn em. Đi là tốn tiền ship. Size SM là chất dẹp dài nha, lên mã crop. SM lên mã crop. Đen phối cho cao thì hồng ân 25. Nhưng nay Nghi có tiền nữa rồi. Bạn Nghi vô. Sọc hồng là cái nào chết? Sọc hồng của chị Diễm Phương nè. Đi vô Diễm Phương để đây chút chiếc cô củi bụi. Rồi mã, cái này mã đen dày nha mấy chị. S nè, chất dày rớt xốp. Con này mờ nhỏ nha. Size sale con này size S đi. Size S nè, sale đồng giá luôn, lên mã Y. Đồng giá lên mã Y. Có mấy chế hoa xả em thấy đâu rồi con? Có cái rổ nào xả không con? Cái rổ nào mà có để đồ á, thấy không? Rồi size L mã hồng nhạt. Size L mã hồng nhạt. Y cho em Vũ. À, cái này nó dính dơ dơ xíu nha em. Về giặt thì chị nha. Size L mã hồng nhạt. Size L mã sọc xanh. Size SM mã dạ quang. Size L mã hồng lưới, toàn hồng không biết chứ. Size L mã hồng dày, nguyên chế này, chế này là nguyên size L là chế xả hết. Sọc xanh cho chị Diễm Phương. Mã nâng size SM này mới chế, nâng là mút liền nè, mới lắm luôn. Mã nâng đi nha. Size L nè. Size L mã khóa. Size L mã khóa. Em kiếm chỗ anh để. Hết chỗ để rồi. Một em mút liền khóa phía trước size ML nha. Lên mã liền đen. Size ML. Mã liền đen. Rồi con này hiệu anh ta size SM. Mút liền luôn nha. Con này 40. SM lên mã xám, xám hiệu. SM mã xám hiệu 40. Mút liền. Rồi này size gì đây? Size M nhỏ nè. M nhỏ lên mã bướm đi. Giống như con bướm size M nhỏ nha. À, liền đen. Liền đen. Liền đen nè. Rồi mã bướm. Bướm ơi bướm hãy vào đây của chị Diễm Phương. Rồi đề đồng giá cho mấy chế xem mờ nhỏ luôn nè, lên mã kiểu nha. Bướm nè cho tôm Nguyễn. Cái này lên mã kiểu nè, đồng giá luôn xem mờ nhỏ. Rồi em mút liền hiệu nè, em này 50. Size SM. Con này cúp to nha, cúp B nha mấy chế. Ai mà biếu to không lo gì đói á. Size SM nha mấy chế. 50 lên mã hiệu. Này cúp B nha. Rồi một em mút liền nè. Size S nè. Rồi ơi xin chưa. Lên mã xám liền. Đồng giá. Hôm qua nguyên bịch màu đen lên cấp đâu. Cái này của bé nè mấy chế 10k. Của bé không có mút nha, 10k mã bé. Mã chế nào bên đây? Đơn 100k nha. L bao nhiêu ký vừa? L là như quên
size M nè. Lên mã dây, size M lên mã dây. Bé 10k cho Hồng Vân. Mới tin luôn hiệu ông Nam Vinh. Hồng Vân 10k. Ủa chế nào được dục. Không, ấn là Hồng Vân xả xả. Mấy cái xả xả là em bực mình. Size M nha. Còn cái túi mai bên nữa đẹp lắm. 60k. Lên mã đùi, size SM. Lên mã đùi. Đùi đùi đùi. À đây, xả nữa nè. Màu mỏi gì thôi chứ size L lên mã chuối. Hello baby Phạm. Size L lên mã hồng. Con này size L này hiệu Dan Skin luôn nè. Lên mã crop. Size S lên mã tím chuối nè cho Diễm Phương. Tí xíu còn mớ tăng tớp nè em lên luôn cho mấy chế. Có áo bra này đẹp lắm mấy chế. Size ML nha, 20 thôi. Size ML 20 lên mã nâu. Nay nãy giờ chị like cá nhiêu 100k3 cá nha. Crop top hồng Lily Lily cha 100k3. Đây Lily Chan nè. Crop nè. Cái này cũng dán crop luôn nè mấy chế. Size M lên mã hồng tím. Size M nè, lên mã viền hồng. Dơ lại cái đen M. Cái đen M. Đen M lưới lưng á hả? Cái này đúng không? Hiểu luôn á, cái này vô dòng siêu phẩm em cũng bán 50 á. Mấy cái line siêu phẩm bán 50 hết nha. Rất đẹp. Rồi em tiếp con này dán rớp tớp nữa nè. Size M lên mã viền đen. Con này size L. Con này size L mặc như áo bra nha. Chất nó hơi mềm mềm. Để mấy chế 20 thôi. 20 thôi lên mã 20 luôn. À, em lấy M. Cái đen ở lưới đó 41kg không vừa ăn ngủ ơi. Cái này của gì á? Bé Ngọc. Bé Ngọc nhớ em đốc nha. Ăn ngủ 41kg để có cái đen kiểu. Cái đen này em đen nè, xét nè, lên mã đen dây, màu bè xanh mờ nè, mã cam mờ, 20 cho Diễm Phương, cam mờ nha. À, Phan Anh Vũ cái áo ở trên tường hả? Cái đó xanh mờ cái gì đó em lần nhỏ à? Nãy giờ em có vô coi ấy hả? Rồi size ML nè. Size ML mã xanh đậm, chất dày chuẩn tập. Size M em này 30 thôi. 30 lên mã xanh 30. Size M mã hồng sáng. 58kg hả? Em mặc ML đúng không? Chắc là vừa đó. Cái đó áo ôm á, áo điệu nha. Rồi này mã size M, mã hồng tươi. Đen dây cho Tôn Nguyễn. Hello Kim Ngọc, nãy giờ em không nhìn lên đó. Đen dây. À, cho Tôn Nguyễn, Nguyễn Kim Thuận hồng sáng. Hồng sáng. Cái áo đó chị chưa có like. Hiểu á, hiểu chị chưa like nãy giờ quên. Rồi xem M mã khóa hồng. Của Nguyễn Kim Thuận, Nguyễn Kim Thuận inbox vô cái bác mình đang like nha. Xem M mã khóa 2. Inbox vô cái bác đang like nha. Giờ mới vô vào xem được hả?
rồi, cái này size SM nè. Mã khóa cam. Size L. M lớn bao chen, ML nha, ML mã xanh dây. Khóa 2 của Huệ Phan. Khóa 2. Huệ Phan. Khóa cam Huệ Phan. Huệ Phan qua còn đơn. Ok ok. Hai cái Huệ Phan. Ờ đúng rồi, cái này size M nè, mút liền nè. Cái này chất nó mềm mềm nha, em bán giống như áo bra đi 30 thôi. ML lên mã trắng 30. Con này chất đẹp lắm nè. Size ML lên mã chữ V. Size M mã viền hồng. SM, SM mã viền hồng. Cái nào à, trắng size S hả? Chị không biết. Rồi con này màu đẹp lắm nè. SM nha, lên mã xanh rêu. Cái này cũng SM. Cái này chất cũng như là nó mềm mềm nè, 20 đi. Cái này nó mềm mềm, em bán giá sale nha, 20 lên mã sọc. Viền hồng. Viền hồng Nguyễn Kim Thuận. Rồi dáng rất tốt nè. Size M mã cà rớt. Xanh đen này size S đẹp lắm luôn, mã xanh đen. Size M mã khóa cam. Cái này size L chất như bra 30. Size L lên mã 30. Mã sọc trắng 20. Khóa cam. Sọc trắng 20. Khóa cam này không bạn ơi. Khóa cam này đúng không Linh Mặt Trời ơi, sọc trắng 20, khóa cam 35 là 100k 3 cái nha. Có đơn inbox dùm cho em nha. Xanh đen cho Nguyễn gì đây nè. Có đơn inbox dùm mình nha, xanh đen cho Nguyễn Kim Thuận nè. Khóa khóa 30 là cái nào ta? Khóa 30 là cái nào? Cái này thôi. Của Linh Mặt. Ủa quên, Linh Mít Ước mà đọc thành Linh Mặt Trời thánh thần không? 30 là cái này không chị? À, khóa màu cam hả? Cái này hả? Cái này đúng không? Inbox cho mình nha, bỏ cái kia ra. Bỏ cái cam hồng hồng ra. Chị cho áo bra nè. Chất mềm 30 của chị Diễm Phương. 30. Ờ 30. Còn hai cái này của Linh Mít Ước. Linh Mít Ước mà đọc thành Linh Mặt Trời thánh thần thiên. Mắt em không có thấy được. Mấy chế nhớ inbox cho em nha mấy chế. Size XL lên mã này 30 đi, lên mã tím XL. Size L. Mã khóa tím. Size M. Mã sọc hồng. Chị không lấy cam à, cam 30 bỏ ra của chị gì đó bỏ ra. Chị Diễm Phương. Size ML, mã viền xanh. Size S, mã khóa đỏ. Cái này size L, XL. Hiệu Ly Ninh luôn là lên mã hiệu nha. Size M, mã xanh chuối. Size M, mã xanh chuối. Size ML. ML mã ML luôn. Size ML mã lá. Size M mã xanh 2 dây. Hiệu cho Hồng Vân. Ủa đây, hiệu Hồng Vân. Con này M luôn, ML luôn nha. ML mã chữ cam. Hồng size M. Hồng size M hả? Hồng size M là cái nào? Cái khóa này cái nào bạn? Hay là hồng?
hồng size M. Kim Ngọc comment hồng size M hay hồng size M. Rồi cái này cũng size ML nha, lên mã NB. Nè size M nè. Lên mã hồng mới. Size ML lên mã tím. Size M thôi, M nha, nó chế lên mã tím. Size SM. Size SM lên mã lưới. Giá rất tốt luôn. Size M lên mã cam. M lên mã cam. Hồng cam, cam hồng. Con này hiệu chữ A nè, hiệu W gì nè, size M. Size M mã hiệu tím. Lily Chan tím dòng đơn. Tím dòng đơn. Cho Lily Chan cam. Cam hồi nãy chị có cam này chưa? Cam cho Diễm Phương. Diễm Phương. Đơn của em dồn hôm qua nữa nha chị. Hôm qua em có đơn. Size M. Mã SM nha. Cái này SM nha, lên mã SM luôn đi. Mới tin. Rồi size S nè. Size S mã xanh ngọc. SM, SM nhỏ. Rồi size M. Viền hồng. Size M viền hồng. SM cho Nguyễn Kim Thuận. Xanh ngọc cho Huệ Phan. Nhớ ai có đơn inbox dùm cho em nha mấy chị. Tiếp tục size SM nè. Mã chữ cam. Viền hồng cho Nguyễn Kim Thuận. Đây Nguyễn Kim Thuận. Con này size M. Mã xanh. Này size S. Mã hồng S. Cái này SM. SM mã tím. Chữ cam Lê Thư. Đây chữ cam Lê Thư. Con này size L. Mã xám L. Có quần hồng không? Có quần hồng ngực 98 mặc XL nha. Ngực 98 mặc XL nha. Con này giống như áo kiểu em bán 20 thôi mấy chế. Size SM. Tại vì chất nó không có nâng đỡ nha. Áo bơi không có. Size SM lên mã trắng kiểu 20. Chất mềm nâng đỡ không có nhiều. Rồi con này mút liền nè, SM luôn. Mã mút liền. Size L. Mã cam L. Trắng kiểu 20 cho Nguyễn Kim Thuận. Size S. Mã lòng 20. Ừ 20. Đây đây ngực to nè. Trời ơi con quýt rút liền hiệu luôn mấy chế ơi. Size XL này ngực 98. Ở bên 95% nè. Rất là đẹp nha. Lên mã hiệu luôn đi, đồng giá cho mấy chế. Size S nè. Size S mã hồng chéo. Hồng chéo xinh xinh. Size M. Mã sọc hồng. Hiệu này to nha chế, size XL á. Diễm Phương. Size S mã khóa tím. Chéo Lê Thư. Diễm Phương là đồng giá. Hồng chéo cho Lê Thư. Rồi SM là mã áo. Mã áo.
Nè con này to nữa nè, muốn đúc liền hiệu nè, ngực 95% nè. Nên mã liền xám, khóa tím của Nguyễn Kim Thuận. Nguyễn Kim Thuận nè. Con này S, SM nhỏ, size SM nhỏ lên mã khóa đỏ. Size ML, mã tím L, xả trắng XL. À, xả trắng XL của chị Diễm Phương, khóa tím, khóa tím rồi. Size ML, ML mã khóa xám. ML luôn nè. Mã mã xanh kiểu. Size ML. Chế nào có gì ít ít báo em để em ra cho đủ đơn rồi em nghĩ là đi chép. Size M lên mã hồng kiểu. Đây rồi. Đây rồi. M lên mã khóa hồng. Size M. Nó đè lên mấy áo luôn ấy hết rồi. Size L nha. Size L ít mút liền nè. Lên mã lưới hồng. La giúp quần hả, quần gì bạn ơi? Dài, quần ngắn, quần lỡ, quần gì? Em biết em có thì mới la được. Cái này size M, size M mã khóa tím. M mã khóa da. ML mã dây tím. Size M lớn, M lớn mã dây tím. Cái trong váy này, cục này nó đâu còn. Đó lâu lắm rồi mà. Lưới hồng Hương Thúy. Có đơn inbox nha, không chốt đơn qua số điện thoại. Hương Thúy. Cố gắng lấy đủ đơn giùm em, đăng ca đi đơn nha. Size S lên mã xanh. Size M tím khóa. Size S nè em, trắng nè. Gì nè, phải phan lấy trắng này không? Phải phan xét nè. Phải phan mã dặn màu trắng đó. Dồn đơn M lớn mã dây tím. Cho Linh Bích Ước. Phải phan nè, phải phan. Size L mã 2 dây. SM mã cam. SM mã cam. Cái này hiệu cái cây nè, size ML. ML mã hiệu xám. Cái này size L nè, size L mã mã khoét lưng. Size ML mã hồng. Hồng ba lỗ. Hết huyết mã hồng ba lỗ, ba lỗ hồng. Rồi, còn con size L này đẹp nè, cam cho Phan Anh Vũ. Cam là cái này hả em? Ủa, cam nè, Phan Anh Vũ. Size ML nữa nè, đẹp lắm, mã họa tiết. Size này là size M. Size M, mã xanh M. Con này mút liền có khóa nè. Size M luôn nha. Size M. Size M mã khóa hồng. Size S mã ghi. Mã tiết L cho Hương Thúy. Hương Thúy. Xanh cho Phạm Thị Hương. Xanh là ta. Xanh M này hả chị? Phạm Thị Hương xanh này đúng không ạ? Phạm Thị Hương nè. Xanh nè, cái này hồng là Phan Anh Vũ. Ừ, cái đó đó. Còn cái này của Phương Thúy. Rồi cái xanh này là của Phạm Thị Hương, họa tiết hết rồi. Cam nữa nè. Xem M Phương Thúy, Phương Thúy. Phương Phương. Nãy có một cái Phương Thúy nè.
Size M nha, mã khóa kem. Size M mã khóa xanh. Size S mã hồng S. Con này size L nè. Size L mã dây đen. Size SM. Size SM mã kiểu. Size L mã sọc đỏ. Con xanh này hơi bị dơ dơ xíu nè, size L nha. Cái này nó hơi dơ một xíu nè, sang mấy chế 20 nha, size L về giặt dùm em. 20 lên mã xanh ngọc. Mã kiểu cho Lê Thư. Mã kiểu là Lê Thư. Sáng là cái gì nãy giờ không có mã sáng. Con này size ML. Mã sọc đỏ. Size S. Mã xanh S. Xanh ngọc size M. Nó để ML nha, nó tầm M cũng được. Nó để L nhưng mà cái này tầm M thôi nha. M này ngực 83, 88. Size SM. SM mã hồng nhạt. Size L mã viền cam. Size M mã khóa hồng. Size LXL. LXL mã hồng to. Size L mã khóa 2. Size S mã khóa tím. Rồi em lên tiếp mấy con tăng cho mấy chế nữa nè. Hiểu step nha. Size XL. Size LXL nè. Nó tăng tớp nè. Tăng tớp 50. Lên mã tím 50. Xanh ngọc là 20 cho Nguyễn Kim Phụng. Tăng tớp 50 lên mã tím 50 nha. Cho 20. À 20. Một con tăng tập nữa nè. Ai size to thì nốt con này đẹp. Cái này có mút nha. Hiệu Kyoda luôn. Nó để size M mà tầm form L nha mấy chị. Có lấy mấy cái này không để em lên. Size M form L mới lắm luôn. Đó, 90k. 90k lên mã tập hiệu. Cái này có mút. Rồi em tăng tớp hiệu nữa nè. Degree 90 nè. Size L nè. Có chế nào lấy mấy cái tăng tạc này không mấy chế? Rất là xinh nha. 60k. Size L lên mã hiệu 60. Còn quần thì em còn mấy cái này nè. Còn cái này của ai xả nè. Em xem cho mấy chế 50 nè. Size SM. Size SM nha, 50k. Lên mã xanh. Hiệu 60, tập hiệu 90 cho Phan Anh Vũ nè. Bỏ cái mút vô coi. 60 hiệu cho. Đâu rồi? Hiệu 60 nè cho Hạnh Nguyễn nè. Ok, tay tăng tiếp nha. Ừ. Cho Hạnh Nguyễn. Tăng size L nè. Size L 20k cho cô Tâm. 20 nha, có mút luôn á. Lên mã da. Hiệu nay nè, cái chế đi đâu rồi mất phần. Hiệu nay size S. Hiệu nay size S rất là xịn nha. Đó. Rồi em này 110 nha mấy chế. Lên mã hiệu đen. Hiệu size L, XL. Hiệu H gì nè.
XL nha, 50. 50 lên mã là mã XL. Con hiệu anh đã mo nữa nè. Size M, cái này nó là lưới nha. Size M nè. 80 lên mã lưới. Hiệu anh đã mo luôn. XL cho Phan Anh Vũ 50. À, quần chắc hơn Kha sao lên chế ơi em. Chưa soạn sẵn. Size XS nhưng mà tầm S nha. XS mà tầm S nè, 50 lên mã loan. Cái này size LXL. Ở trong nó có bra nha, 30 lên mã đen dài. Con hiệu này có áo tập luôn nè, cái này size ML, cái này nó hai lớp, mình cần thì mình cắt mình nhét mút vô được nha mấy chị. Nó hai lớp. Size ML nha, con này đẹp lắm. Cắt nhét mút vô nha. Đó, kiểu nó nè. Size ML nè, 80. 80 thôi 70 đi. 70 lên mã 70 luôn nha. Size SM. Size SM nè, 35k lên mã tím. Size nó tầm size M á, nó to á. Mà sao nó đánh thành S không biết. Này đẹp nha, size M nó để S nè, nhưng mà tầm M ok nha. Này ngắn ngắn là mới chế 70. Cái này đường may trong này nó hơi ấy mà. Em sale cho mấy chế con này 50 đi. Nó để ép nhưng mà tầm M á, 50 nha, lên mã 50. Rất là xinh. Như cái đường may này nó sờ sờ chút xíu em làm em phủi lại cho. 50. Phét lưng rất đẹp. Rồi ba lỗ thì anh thanh tích gì nè. Size ML. Size M lớn lợi nhỏ là 50 lên mã xám. 50 lên mã xám. Rồi xong rồi mấy chế nào có đơn lấy gì thêm để báo em nha. Phan Anh Vũ lấy cái áo hoa em. Ở trong, ở trong. Để chị coi cái áo gì, sao vậy. Áo này là size size L. Nè, cái này nó là mút, mút mỏng nè, sáng 50 cho Hạnh Nguyễn. Nó là cái mút mỏng mỏng nha. Size L nè. Đó, năm mấy ký là ok. 120 nha em. Phan Anh Vũ còn không em? Quần gì bạn ơi? Bạn còn ít thì nói là quần gì đi, mình biết mình like cái đó cho. Cái này từ đưa hết à, không, không không có sẵn. Rồi ba lỗ nè, quần size gì? Ủa quên, size gì? Quần đùi, quần dài, quần gì? 120 nè. Ba lỗ size S nè, có bra 120 của Phan Vũ, có bra bên trong nha. Đó, size S 50. Lên mã đen. 50. Con này đẹp nè mấy chế, chất mềm mỏng nè, size S nè. Hiểu không à? Chất khung giấy nè rất là đẹp nha. Đó. Chất khung giấy nè mấy chế. Đó, đẹp lắm luôn. Size S nhưng mà S này S lớn, M nhỏ 70 lên mã giấy. Ơi em là em không có nhét một chỗ, em nay nó rất là đuối. Đây còn cái quần size L, bạn lấy quần size gì để mình biết có còn không. Quần size L giảm gót nè, phối lưới là 90k. Cạp cao luôn nha. 90k lên mã giảm gót size L. Size L lên mã giảm gót. Còn không là em like tăng tiếp nha mấy chế. Rồi tăng tập này để coi có mút không. Cái này có bra bên trong nè. Nhưng mà này nó không có chỗ nhét mút. Size ML nha. Size ML con này đẹp lắm.
hay tầm nó để ép, nhưng mà em thấy lớn lắm nha. Phông này phông to, tầm bờ cũng được nha mấy chế. Quá đẹp luôn. Giấy 70 cho Phan Anh Vũ. Đây con này nè, 70k. Hiệu chất nó mịn như là gì luôn á. 70k lên mã tím. Tăng lưới không, không, chắc không có quá. Lâu lâu mới có một cái mà toàn là nó nhiều cái chất ấy thôi chị. 70 Phan Anh Vũ. Chị còn áo size S cam nào không? Nhiều mà. Nhưng mà có một cái sao đi. Rồi cái này tăng dạng sát nách. Size ML là 35k. Nên mã sát nách. Bạn nào nãy kêu quần size gì? Quần đùi hay quần dài? Size L nè. Ở trong nó có thêm một cái này nè. Nó người may Mỹ nó có chỗ nhét mút nha. Nó là áo tập á. Áo tập size L. Mới cầm lên. Đây nó là như vậy nha. Nó giống như hai lớp á. Rồi cái này cho mấy chế nè. 60. 60 lên mã yếm. Size L sát nách cho Phạm. Phạm Thu Hiền. Phạm Thu Hiền có đơn chưa? Chưa có đơn thì để cho Phan Anh Vũ luôn nha. Tại sợ lấy vô không đủ đơn á. Chế mấy chế nào lấy, cố gắng lấy đủ đơn em mới đi đơn được 100k nha mấy chế. Bao nhiêu con? 35. Để Phạm Thu Hiền đi dự phòng cho Phan Anh Vũ. Ngày nay em lấy áo ngực này nữa không em? 30k. Ngực mới nè. Còn sẽ SM. Chế nào nãy kêu em lên quần gì á? Quần size gì? Có đơn rồi hả? À vậy là cho Phạm Thu Hiền. Có đơn rồi. Có nhớ tưởng mới vô. Rồi 20k size ML. Cái này mặc thành ba lỗ hoặc tăng tớp gì cũng được. Size ML mà quần gì? Quần gì để mình biết. Giờ mình còn quần đen thôi. Quần dài còn màu đen thôi nha. Rồi 20k lên mã gân. Tại vì em quần em có ít lắm nên là em không có lên được. Lên áo. Rồi này ba lỗ nè, size ML nè, ở trong có thêm một cái bra chất dệt nè. Crop top màu hồng ba lỗ cho đủ đơn là cái nào em? Chỉ có quần dài size S thôi. Đây cái này nè. Quần màu hết rồi tình yêu ơi, size ML nha, chất dệt trong có thêm một cái bra nữa là 50. 50 lên mã lông chuột, rất là đẹp. Em khui kiểu quần nó lên màu đen không à? Rồi này nè, tăng tớp nè, size L nè. 50. 50 lên mã loan. 50 lên mã loan. Và áo bra ở dưới. Em cái crop màu hồng. Cái size gì vậy em ơi? Sao nãy giờ không lên mã? Crop màu hồng size gì? Crop màu hồng size gì nãy giờ em có lên crop top đó ta? Xong rồi đó. Em không có kiếm lại được đâu mấy chế. Thì đó, em quăng qua một cái đồ nó lẫn vô cái đống đồ. Em không có kiếm được lúc like mấy chế không lên mã. Set hiệu double view gì nè. Set nha lên mã hiệu xanh. Hiệu xanh. Size M hay L gì đó ra màu hồng. Trời ơi nãy giờ like một đống ra màu hồng. Nhưng mà không có phải cờ rớt. Màu hồng ta nói là bao la nè. Ơi. Màu hồng là một lỗ. Đó màu hồng nè. Màu hồng nè. Màu hồng nè. Chứ nói vậy là em thua. Cho em cái cam S. Cam S. Em mới em chưa có đơn mà có một cái chị đâu có giữ đơn đâu. Bữa nào lấy luôn cho đủ nha em. Nha thẩm mỹ. Lấy đủ đơn rồi đi luôn. Đây cái sọc hồng nè, size M nè. ML nè mấy chế lấy sọc hồng đi. Đó, size ML nha.
thì có nhiều, nhưng mà có một cái sao mà giữ đơn hơn khác đi, khác vô lấy cho đủ đơn rồi đi luôn. Không thấy cờ rớt màu hồng rồi đó tình yêu ơi, màu hồng em một đống nè, sọc hồng cho Phạm Thu Hiền nè, 100k3 nha, sọc hồng Phạm Thu Hiền. Cái cờ rớt này không thấy, cái này size ML nè, được không, size L chứ, size L mã sọc đỏ nè. À, hôm trước em mới lấy, biết rồi, nhưng mà bây giờ bữa nay lấy có một cái sao chị ship, ý là chị nói là lấy là hôm nào lấy vô cho nó đủ đơn á, chứ màu cam thì chị nhiều, chứ lẽ giờ chị lấy cho em cái màu cam rồi thì chị để đó chờ hôm khác lấy tiếp nữa, nhà chị đâu có chỗ để mà giữ đơn. À, cái rớt màu hồng này phải không, cái này phải không, size M gì nè, lên mã áo nha, size S, size M cũng được nè, lên mã áo. Sọc đỏ cho Trân Nguyễn, size L nha em, hồng lúc nãy chị vừa dơ lên, hồng đậm, không có hồng đậm rồi, cái mã sọc đỏ đó có người khác lấy rồi kìa. Cờ rớt size L, XL. Không phải chị ạ, áo bờ răng màu hồng đậm ấy. Qua rồi, không thấy rồi bạn ơi. Thôi lấy cái này đi nè, size M nè, cho đủ đi nha, lên mã ba lỗ nha. Đó, thấy chưa, lúc like mới chế không có lấy, mà tới lúc này lại kiếm không có ra, nó màu hồng một đống luôn à. Rồi màu xanh SM này, lên mã xanh lá, xanh lá SM, lên tiếp mấy con này nè, size L, size L. Rồi cái áo màu chắc chơi người dơi của em đã mất rồi. Bây giờ chị phải kiếm lại á, xanh lá cho Phạm Thu Hiền, Phạm Thu Hiền nè, chế nào lấy, mua này về chế nào 70kg, 20k, nói chung là 60 đến 70, 20 tiền. Này mấy chế 50k lên mã L này, quá trắng là đam mê. Mấy chế còn coi tăng tớp nữa không nè, tăng tớp lưới nè, chị nào nãy hỏi lưới không, cái này gọi là lưới hay là chị kiếm màu áo cam, màu áo quần dài hả, áo của em giữ nhiên xanh lá. Hôm sau em coi được không em? Em lựa đi chứ chị không có lựa được, nói thiệt luôn. Hôm sau em vô em lựa nha. Hôm sau vô like coi rồi em lựa luôn nha. Dột chung đơn với cái tăng lúc nãy nha chị. Ok, cái này như là áo ngủ nè mấy chế, 20k. Rất mát cực kỳ. Xe M, xe L đều được, lên mã ngủ đi. Rồi con hồng cà rớt gì của chế đó không thấy rồi nha. Con hồng cà rớt, nó hồng này phải không tình yêu? Đây một con hồng cà rớt xe ML nữa nè, xe ML nè, lên mã ML nha. Rồi, ai cứ đơn nhớ inbox cho em nha, chế nào lấy áo crop top gì á, mất tiêu rồi.
mất tiêu rồi. Lily Chan nè, Lily Chan cái nào? Tắt máy bên đây đi. Ai có đường với inbox cho em. Chán mới chế qua mùa không mình bóc gì chưa, không biết làm sao mà gửi đơn đây. Rồi cho chốt sơ sơ trước cho con gom gom sẵn đi. Lên hàng lại đó. Có cái này là size L nha. Còn
cái lưới này là size M, cái hộp nhạc SM, cái này lên mã viền đi size M đó, còn mấy cái kia size lớn là đâu có vừa. Còn đang kiếm áo lên màu trắng cho bạn kia nữa nè. Kiếm được cái màu hồng cho bạn kia rồi đấy. Size SM nè. Size SM ở trong nó có cái lớp này để cho để mà định hình đó. Nhưng mà nó không có mút nha. Size SM 70 lên mã họa tiếp.
còn chưa y, bây giờ còn 10 chết. Mà chế nào xem gì thì báo, mà quần thì em không có.